Mumeri, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Kingo Group. Ai cũng nhìn vào cuộc sống của những người nổi tiếng và cảm thấy rất là muốn có nó, nhưng ít ai biết được cái sự cô đơn bên trong nó. Nếu để đánh đổi lên ca mà cô đơn thì Kỳ sẽ chọn mình ngồi đây. Nữ chính của người ấy là ai? Số cuối mùa 4, Lý Nhã Kỳ. Kỳ đến đây, Kỳ muốn học yêu. Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Trong suốt 3 năm Kỳ cũng chưa chịu mở lòng và cũng chưa dám nhìn thẳng vào chính mình, một cô gái yếu đuối và có sự mong muốn được yêu thương. Chị luôn luôn trao yêu thương cho mọi người rất nhiều, thì hôm nay chị hãy để người khác trao cho chị sự yêu thương. Trong cuộc sống của chúng ta thì bầu trời đâu có giông bão mãi được, kiểu gì cũng sẽ có những cái ánh nắng chói chang, chúng ta cũng sẽ tốt đẹp thôi. Hai mươi năm để xây dựng sự nghiệp tớ đã đủ rồi, tính đúng hôm nay thôi, hãy hạnh phúc cái đã, đừng hỏi ngày mai. Có ai muốn nhận bó hoa này không mà? Come on! Tân Tân xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Người Ấy Là Ai do VON và VChannel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 VChannel V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí VON. VON không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mumeri, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Tingo Group, và đồng thời xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda vị soda kem Việt Quốc chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi để đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn cũng hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Đồng thời chúng ta có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Vâng, thưa quý vị, thấm thoát chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng với Người Ấy Là Ai. Và đây cũng có thể nói là số phát sóng cuối cùng của chương trình chúng tôi. Chính vì thế ngày hôm nay khách mời sẽ rất là đông thưa quý vị. Đầu tiên xin được chào đón người quen thuộc của chúng ta, siêu mẫu Minh Tú. Và mời đến đây ngày hôm nay xin được giới thiệu một trai đẹp mà quý vị khán giả rất yêu mến, ca sĩ diễn viên Song Luân. Và kế bên Song Luân là một người chị mà Trấn Thành rất là ngưỡng mộ, một trong những giọng hát nữ trầm đặc biệt của Việt Nam thưa quý vị, ca sĩ Hồng Ngọc. Và thưa quý vị, kế bên đó là một nhân vật rất là đáng yêu mà khán giả Việt Nam càng ngày càng yêu mến, thậm chí là lập fan club cho anh ta ở Việt Nam. Thưa quý vị, DJ Marathon. Và một diễn viên vô cùng xinh đẹp, duyên dáng, trẻ mãi theo thời gian. Thưa quý vị, người đẹp diễn viên Lý Nhã Kỳ. Không biết là chị Hồng Ngọc bên kia có xem chương trình không? Xin chào Người Ấy Là Ai. Ngọc đã xem chương trình này từ hồi đầu cho đến bây giờ và đã cảm nhận được rất rất nhiều những cảm xúc mà cũng không nghĩ là bây giờ mình lại được là cố vấn cho người đặc biệt đêm nay. Yeah. Tức quá chứ sao giờ. Yeah. You know, Marathon, this is one of my favorite singer. Yeah, I know. I hear it backstage. Thank you. Significant voice. Yeah, I know. Chị Hồng Ngọc có thể hát tặng Marathon một câu hát gì để không? Can you? Only Vietnamese. Oh, it's okay.
Khóc đến đôi mi này cạn hết đi. Em đã trao đi để nhận lấy gì? Trước mắt em như bờ vực thâm sâu. Có phải em đang quay lại nơi bắt đầu? God. Amazing. It's amazing. Em nghe cái chữ sâu nó bể mà nó vỡ chơi nó khó lắm nha. Smoky voice. Oh. This is amazing Vietnam. Thank you. Cảm ơn Thành, luôn luôn yêu thương chị, cho chị những cơ hội được tỏa sáng. Thank you chị Ngọc. Cảm ơn em. I can tell I'm really excited. I'm shaking right now because I'm sitting here with important people of Vietnam like Thanks for having me again. I wish someday I can join to the người ấy là ai in Thailand. You maybe not, but he can join. He can join standing here and I'm join sitting there. Oh. Different position. Okay, you come. Let's see if they invite me or not. How do you think about the guy next to you? Oh my God. Man. You are so my type. Really? Thank you. Come on. Calm down, my friend. Calm down. How can I calm down? I'm so high right now. If I have time to heading to Bangkok, I'll let you know. Oh my God, really? I will pick you up from the airport. You are bad boy. You are. Okay, bad boy, mời em nói về cảm xúc của em. Thật sự là em rất là bất ngờ khi mà được quay trở lại và đây là tập cuối nữa. Em vừa vui mà vừa áp lực bởi vì lần trước em đã không giúp được cho cặp đôi đến với nhau rồi. Em hy vọng lần này sẽ tìm được một cái kết thật là happy ending. Không, thực sự ra thì em cũng không nên hy vọng gì nhiều tại vì đều là do họ tự lựa chọn thôi. Em cũng không nghĩ em giúp được gì thêm đâu ạ. Không, em tính rồi. Ví dụ tập cuối này mà không có happy ending đi, anh thấy outfit của em hôm nay không? Đó. Chuẩn bị rồi đây nè. Giống như một chú rể vậy đó. Vì em cũng đã ế lâu rồi. Oh my God. Không, nó giỡn, không phải cắt nha. Cắt nha. Và cuối cùng em hệ gì? Em là hệ vũ trụ à. Ok, chào đón chàng trai hệ mặt trời. Okay. Lý Nha Kỳ thân mến, bạn cũng là một khách mời mà coi như là quen thuộc của người ấy là ai rồi. Lần này trở lại với những người ngồi xung quanh thì bạn cảm thấy thế nào ngày hôm nay? Cảm thấy ớn lạnh quá. Sao vậy? Lần này cảm giác nó rất là khác, tự nhiên cảm thấy đau thắt ngực. Giác định chọn tuyệt phẩm rồi đấy. Mấy lần trước là cũng rung động lắm rồi, cái giành giật với nữ chính, lần này phải kiềm chế lại. Công nhận Thành thì rất là nhí nhố đúng không? Không biết chắc tại sao. Chắc trưởng thành rồi ha. Hôm nay rất xinh đẹp nha. Chắc đang yêu hay đang thất tình gì, bữa nay thấy trầm hẳn nè. Không, nhưng mà em không nghe thấy báo gì đó. Yêu hay không yêu là báo em hết, nhắn tin tâm sự em hàng ngày à. Xem có nhiều bà chị để tâm sự quá vậy. Đó. Ngoài chị Ngọc và chị Kỳ thì hết rồi à. Ok nha. Hồi nãy tôi thấy lúc Song Luân nói chuyện, Minh Tú có nhìn rất là tập trung, đôi môi của Luân nhúc nhích. Tôi có thấy à, đừng chối. Không có. Không lẽ Minh Tú muốn là một trong những người chị của Song Luân? Dạ không. Thật ra ngày hôm nay á, em rất là cảm xúc. Bởi vì tập cuối cùng và Người Ấy Là Ai mùa 4 là lần đầu tiên em tham gia và em ngồi rất là chai lì ở đây. Em cũng biết là trong cái khoảng thời gian em quay hình cũng sẽ có nhiều lúc em không có làm tốt. Nhưng mà trong khả năng của em cũng đã cố gắng hết sức. Em cũng cảm ơn chương trình đã cho em một cái cơ hội để có thể ngồi ở đây và trải nghiệm. Cảm ơn anh Thành đã luôn hỗ trợ em. Và cảm ơn cái tình cảm của mọi người luôn dành cho Minh Tú. Tự nhiên xúc động ngang nha. Anh biết là trong em có một áp lực nào đó về cái việc là mình có làm tốt cái công việc của mình hay không. Tú ơi, em đâu cần phải làm việc gì đâu, em chỉ cần là em thôi. Em đáng yêu mà. Khán giả vẫn yêu Minh Tú mà. Có muốn tâm sự với Luân không để cho đỡ buồn nè? Không có tập trung bữa Luân. Mình có cái bãi giữ xe, mình ra mình tâm sự sau. Bữa nhắn tin nhau rồi mà, duyên trời chưa định. Từ nãy giờ tôi thấy thính bay lung tung nha. Không, em tập thôi à. Dạ. Mà sao bữa nay làm gì mặc cái áo gì mà đủ màu trơn vậy? Muốn gì hả Minh Tú? Bữa cuối rồi, bận cái lá cờ để chấn lại thôi chứ không có gì.
Thì nếu mà em gặp người trong cộng đồng của em thì em sẽ ủng hộ. Còn nếu mà em gặp màu green thì em như cái đèn chùm ở trong cái sân khấu gì đó. Ôi, thiệt là quá trời long lanh. Ok. Thưa quý vị, đây là một số rất là đặc biệt. Cho đến giờ phút này, nói thật với quý vị luôn là Trấn Thành vẫn chưa được ban tổ chức thông báo cho tôi biết nữ chính là ai. Có thể là một nghệ sĩ nào đó trong showbiz. Hoặc có thể là Minh Tú không luôn. Tôi thấy hôm nay có một cái sự trang bị rất là lộng lẫy riêng ở đây. Hoặc có thể là Ma Thom. Ma Thom xin tự trọng. What? Not me? Yes. Oh, so bad. My bad luck. Down to earth, please. Okay. Tại vì thường thường tập cuối của mỗi mùa đều rất là đặc biệt. Mà có khi nào sẽ là một nam nào đó không? Em hình như vậy, không lẽ là em hả? Ê! Vô chương trình đi ạ. Dạ. Dạ, em tặng hoa luôn được. Tôi chán những con người này ghê vậy thiệt á. Nếu mà hai đứa thích nhau quá, lấy ly cà phê ra một cái ngồi nói chuyện luôn đi. Tức ghê vậy đó thiệt á. Mời nữ chính của chương trình ngày hôm nay. Tập cuối đó, đúng kiểu mình thật sự là hồi hộp. May mắn được vô tập cuối. Chói quá, không có thấy gì. I don't see. No people inside. Chói quá. Không thấy. Thấy cái đèn không anh ơi? Bộ phận có thể tắt đèn được không ạ? Không thấy ai đâu. Không có ai luôn. Người chính là ai ạ? Maybe he's in toilet. Biên tập chương trình năm nào nó cũng làm cái chuyện mà yếu tim nha. Em yếu tim chị. Ok, chắc là lỗi kỹ thuật, chúng ta đợi chút xíu. Ê, em nghi là con trai. Vậy là em nên đứng. What? Ủa, sao vậy? Where is she? Did he smell it? Going? Is it a break? We break? Yeah, maybe. Ê, tim đập nhanh nha. Tim đập bập bập. Trời ơi, sao chị căng vậy? Làm gì căng theo luôn á. Sao á, chị bị gì vậy anh? Kỳ mệt á. Yeah, I know, but you have to look good on your phone. Oh, just look good. I'm always good. Did he smell it? What? I've been lost far too long. I can't see. I'm trapped in darkness. Life has turned it back on me, it seems. Brother, help me up. I've fallen down.
thiệt à? Oh, it shocks me. I don't understand some words, but I know what she's feeling right now. She was just talking to me at the locking room, say some words for the girls tonight. I don't know that she's the character. Nổi da gà luôn. Thưa quý vị, nữ chính của Người Ấy Là Ai số cuối mùa 4 là diễn viên Lý Nhã Kỳ. Tôi sẽ tạm thời giữ cảm xúc cho Lý Nha Kỳ bình tĩnh hơn một chút, tại vì tôi thấy bạn tôi đang rất là kiểu xúc động ấy. Đúng rồi. Chúng ta sẽ hỏi lý do bạn tham gia sau khi mình xem một cái đoạn clip. Mình sẽ mời quý vị cùng xem. Oh my God. Xin chào tất cả mọi người. Có lẽ là mọi người xem cái clip này thì chắc ai cũng bất ngờ khi mà Lý Nha Kỳ ngồi ở ghế nữ chính đúng không ạ? Thật khó. Kỳ sợ nữa. Sợ mọi người phát hiện ra sự yếu đuối của mình. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet. Trong suốt 3 năm Kỳ cũng chưa chịu mở lòng và cũng chưa dám nhìn thẳng vào chính mình. Có thể là cái hình ảnh và thương hiệu Lý Nha Kỳ nó gắn liền với cuộc đời Kỳ và nó mang đến cho Kỳ sự thành công. Nhưng mà nó mặc định cho Kỳ cứ mãi là một cô gái mạnh mẽ, lý trí và chưa từng thể hiện mình đã từng khóc một mình. Wish that I could make you see how you fit me perfectly and I fall. Kỳ bối rối lắm, kỳ đấu tranh rất nhiều, ngay cả trong tính cách nữa. Nhưng mà cuối cùng thì Kỳ nghĩ đã đến lúc Kỳ lấy hết can đảm để dám vượt qua cái bức tường mà mình đã từng mất 15 năm để xây dựng. Nếu để đánh đổi lên ca mà có sự cô đơn thì Kỳ sẽ chọn mình ngồi đây. Kỳ nghĩ ngay cả bạn bè thân hay gia đình hay cả mẹ mình cũng có lẽ đang bất ngờ với cái cảm xúc này, nhưng mà chắc nó cũng đã đủ để một lần cho phép mình sống thật. Có thể đây chỉ là một khoảng thời gian vài tiếng thôi, nhưng ít nhất nó cho Kỳ thấy rằng là tôi muốn được yêu thương. Kỳ mong rằng năm bạn ở trên sân khấu đừng biết gì về Lý Nhã Kỳ, hãy tìm hiểu và biết về một cô gái đang ngồi ở đây tên Thanh Nhàn. This is so emotional. You know, she has another name, a real name. Yes. And what the world calls her so far is another name that she built up. Lý Nhã Kỳ is like her performance name. Mm-hmm. And the last sentence he said that, tonight, don't look at me as Lý Nhã Kỳ. Call me Thanh Nhàn. Superstar life, everyone wants that. It seems like perfect, you can get everything what you want, you had a more high class, high quality life. But no one knows what we are feeling inside. And I can feel that you really want someone that really wants to know the real you. This is really a big honor for everyone and for me. I just know you just today. I will do my best to find the right guy for you tonight. I swear by God. Thank you. Tôi thật sự rất là xúc động bởi bất cứ một cái lời nói nào Kỳ phát ra trong đoạn clip. Tôi thấy nó quá thật và tôi thấy là trong cái clip đúng là có một người phụ nữ đang thèm được yêu thương.
Điều gì đã khiến cho Kỳ chấp nhận đến đây nhờ? Don't cry, baby. Ok, để tôi bắt đầu trước một tí để cho bạn dễ nói nhé. Với những gì mà Thành đã theo dõi Kỳ từ đó đến giờ thì Thành thấy như thế này. Tôi không biết thế giới bên ngoài nghĩ như thế nào về Kỳ, nhưng khi mà tôi nói chuyện với Kỳ lúc nào tôi cũng thấy là một cái người phụ nữ này á, rất là nhõng nhẽo, rất là yếu đuối và thèm được yêu thương. Cổ nhẹ nhàng hơn bên ngoài của cổ rất là nhiều. Ở trên đỉnh núi càng cao thì cái diện tích tiếp xúc nó sẽ càng ít. Không biết cái điều đó Thành là nói có đúng không? Chị nghĩ là Kỳ cũng giấu đi những cái điều đó rất là nhiều. Chị biết không, đôi khi cái lòng tự trọng của Kỳ cũng không cho phép Kỳ được tỏ ra yếu đuối nữa. Chị có thể hiểu được một phần nào đó trong cái con người của em. Chị nghĩ là em sống rất là khép và không chia sẻ được. Trái tim em, chị cảm giác bây giờ đang rất là mỏng manh luôn đó. Kỳ có cảm thấy hiện nay mình đang rất là cô đơn không? Thật ra không phải Kỳ đến đây vì 3 năm không tìm được tình yêu, mà Kỳ đến đây bởi vì Kỳ muốn học yêu. Học yêu. Chị của em nhiều khi bây giờ quên luôn cảm giác nhớ. Đúng. Không. Đó không phải là cái gì Kỳ muốn nói, đúng không? Thành đang hiểu đúng Kỳ đúng không? Không phải cô đơn. Học yêu ở đây không phải là học cách để nhớ lại cách yêu, mà là học cách để biết cách yêu thương và làm cho một người ở lại với mình. Đúng không? Kỳ cũng ngồi ghế tư vấn. Kỳ vẫn biết không phải cứ ngồi đây chọn một bạn nào đó là sẽ yêu hoặc là sẽ là định mệnh của mình. Thành nói đúng, thật ra Kỳ đã dành quá nhiều thời gian và mọi thứ để lên tới đỉnh núi. Và lúc đó Kỳ quan điểm rằng đỉnh cao có thể mang đến sự hạnh phúc và an toàn. Nhưng mà Kỳ đã bỏ quên hết mọi thứ và ngay cả cảm xúc biết yêu. Tôi đã nghe Lý Gia Kỳ tâm sự. Ông Thành nói sao dạo này những người tôi thích thì người ta lại không thích tôi, còn những người thích tôi thì tôi lại không thích. Rồi những người mà tôi thích thì tôi lại không tỏ ra cho người ta biết là tôi thích người ta. Có nghĩa là cô này luôn mâu thuẫn với tâm lý của mình. Cái đó cuối cùng mình gọi tên nó là gì nhờ, biết không? Là sĩ diện và sự thiếu tự tin. Khi mình cảm thấy thiếu tự tin, mình luôn muốn tìm một cái vẻ bề ngoài nào đó để che giấu sự thật bên trong. Ok, Kỳ muốn thành thật với những người bạn của mình đang ngồi đây. Tại vì Kỳ đã từng suy nghĩ Kỳ sẽ chọn cô đơn để có tất cả. Cái kiêu hãnh của một người đã sống bằng lý trí suốt 20 năm, nó lớn quá. Và nó đã biến thành một thói quen. Kỳ tự vệ nó bằng cách xây dựng cho mình một bức tường. Chỉ cần ai chuẩn bị bước qua thì Kỳ sẽ tự khắc dùng lý trí gạt lại. Dạ. Yeah. Thành có biết rằng chỉ là một số thực tế thôi, nhưng Kỳ sợ đến mức Kỳ đã khóc rất nhiều. Kỳ đấu tranh rất là nhiều. Kỳ chỉ muốn sống thật, nhưng Kỳ không muốn mọi người thấy cái sự yếu đuối và cái trẻ con và cái không biết yêu. Không phải chỉ về tình yêu mà là không biết yêu cả bản thân. Bởi vì Kỳ kiểm soát mọi cảm xúc để không ai biết được điểm yếu. Sợ yêu đó. Ok, bạn tôi 20 năm để xây dựng sự nghiệp có cũng đã có rồi đúng không? Chúng ta sẽ trở lại với cái thứ mà mình mới học. Kỳ sẽ có thể là một kiện tướng cờ vua, nhưng Kỳ có thể thua trong một ván cờ tướng. Vậy coi như mình bắt đầu học lại đánh cờ tướng thôi. Đó là lý do yeah. Kỳ đã đấu tranh. Ngày hôm qua Kỳ vẫn từ chối là Kỳ không thể vượt qua bản thân. Kỳ chưa sẵn sàng cho những giọt nước mắt được rơi ở một nơi mà ai cũng sẽ thấy.
Tôi chưa bao giờ thấy bạn đáng yêu đến như thế luôn, tôi nói thiệt luôn á. Bớt ngược đãi cảm xúc mình lại. Thành biết hồi nãy ngồi đây mọi người tìm nữ chính mà Kỳ không đủ can đảm. Định bỏ về nữa phải không? Kỳ đã bỏ chạy về. Hai lần, đi ra đi vô hai lần. Để tôi nói Kỳ nghe nha. Món quà lớn nhất mà Thượng Đế dành cho phụ nữ, và cũng là món quà duy nhất ổng không cho đàn ông là gì Kỳ biết không? Là gì? Được phép yếu đuối. Càng yếu đuối sẽ càng tổn thương. Nếu yếu đuối là bạn đang không có sức đề kháng, nhưng biết cách yếu đuối có nghĩa là cho phép người ta thấy mình yếu đuối để người ta có cơ hội được chăm sóc, chỉ là thế thôi. Thật ra hôm nay Kỳ đã tự nói mình hãy để cho Kỳ được một lần bước ra khỏi sự an toàn. Và Kỳ muốn ngồi đây là một nữ chính thanh nhàn thôi. Đừng gọi Lý Nhã Kỳ bé nhàn. Ôi thanh nhàn. Welcome to Người Ấy Là Ai. Ông trời. Thanh Nhàn. Từ bây giờ chúng ta sẽ gọi cô ấy là bé Nhàn. Bây giờ là chị thấy bé Nhàn là bấu cái ghế, nó sắp bể cái ghế luôn rồi. Lụng ghế nha. Chị biết em quá. Bé Nhàn là đúng với cái ngày đầu tiên chị Ngọc gặp em. Em baby, em nhẹ nhàng, em bé nhỏ. Chị nghĩ lúc đó em mới mười mấy tuổi thôi. Dạ. Cho đến bây giờ hai mươi mấy năm chị em mình mới gặp lại. Ngày hôm nay em hãy lấy trái tim mình ra nắm bắt. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Đúng. Đừng cho mình vào một cái khuôn phép gì cả. Em à, để cho chế. Thế giới này để chế lo cho em. Ok. Đứa em trai mà hay nhắn tin. Em rất run luôn anh. Em không nghĩ là hôm nay em ngồi đây em cố vấn cho chị của em. Em chỉ biết chị Nhàn trong một thời gian hơn một năm gần đây thôi. Nhưng mà em cảm nhận được sau những cái lần mà em có qua nhà chị nè, hoặc là những cái việc mà chị take care cho mọi người á, chị cảm thấy vui lắm. Và gần như là chị luôn trông mong những cái cảm giác là sẽ có đông người trong một căn nhà bự như vậy. Kỳ, mấy bữa nào tôi bán nhà tôi dọn qua Kỳ ở nha. Rồi kiểu cứ để cho tôi ăn rau rồi vậy tôi ở nha, được không? Okay, okay. Bên kia rộng quá mà. Cho chị luôn đi. Ba nó nhỏ nữa, hợp lắm, qua luôn. Em thấy là ngay cả cái việc mà san sẻ đồ ăn hay gửi đến cho mọi người đó, là chị luôn luôn trao yêu thương cho mọi người rất nhiều. Vậy thì hôm nay chị hãy để người khác trao cho chị sự yêu thương. Em chưa có cơ hội làm việc với chị nhiều, nhưng em nhớ là ngày xưa trên truyền hình em có yêu thích một diễn viên lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì em rất là ngưỡng mộ cái người ngồi kế em. Bởi vì chị Nhàn không những xinh đẹp, bản lĩnh mà chị rất là dũng cảm để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thì em hy vọng rằng at least chị sẽ có 2 tiếng đồng hồ để thật sự sống đúng với cảm xúc cũng như là cái cá tính của bé Nhàn mà chị mong muốn. Ok, Lý bé Nhàn. Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Rầu ga rồi nè, sẵn sàng chưa? Thật thật lên chị ơi. Yeah. Yes. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Ok. Wow. Ok. Ok. Chúng ta sẽ chờ đợi dàn cực phẩm của Thanh Nhàn sau vài phút vậy là. Người ấy là ai? Thưa quý vị, chúng ta trở lại với người ấy lại. Sau thời gian khóc rối loạn tiền đình, và bây giờ tôi hân hoan được giới thiệu Hoàng Việt. Hãy
xin giới thiệu Thái Khoa. Oh man. Xin giới thiệu Thomas. Người cuối cùng Hoàng Sơn. Oh my god. Yeah. Oh. Và đây là dàn Mỹ Nam của người ấy là ai? Ladies and gentlemen, năm chàng trai. Oh. Cảm ơn anh có vừa miệng rồi không ạ? Chưa biết nấu thì làm sao ăn. Em nghĩ là trên dàn cực phẩm này là sẽ biết nấu ăn luôn. Chắc luôn. Rồi, tự nhiên bữa nay nó có một cái cơ duyên nào đó. Chồng bà Hồng Ngọc tên Thomas Tâm. Bữa nay có Thomas luôn. Oh, really? Hi, Thomas. Yeah. Hi, Thomas. Goodbye. Ok, chúng ta sẽ đến với anh chàng đầu tiên. Wow. Nấu đây chưa? Trời ơi. Chào em. Đừng vội biết anh là ai. Trước tiên, hãy để anh bật mí một bí mật. Đó là bơ gặp nhiệt thì tan chảy, tay anh gặp đúng người thì sẽ hư hỏng ngay. Anh là founder của một thương hiệu bánh healthy. Những chiếc bánh của anh được chính tay anh làm một sự kỹ càng và khéo léo, đảm bảo tỷ lệ cân bằng dinh dưỡng, phù hợp cho những người tập luyện và muốn giữ gìn vóc dáng. Tuy mất ngủ vì bận rộn, nhưng anh lại chưa từng bị ốm. Nên nếu hôm nay ngất xỉu, anh sẽ chăm sóc vì em. Ngoài việc kinh doanh bánh, anh còn là người mẫu và là một huấn luyện viên tự do. Anh luôn ý thức được tiết lộ đồ ngọt để giữ hình thể. Nhưng nếu tối em rủ anh đến nhà, anh sợ mình lại vô ý thức với em. Wow, wow, wow. À mà em yên tâm nhé. Rất nhiều khách hàng đã có được vóc dáng chuẩn dưới chế độ dinh dưỡng của anh. Nên ở bên anh, em sẽ luôn healthy. Mình cùng trồng trọt chăn nuôi, hai người khỏe, hai người vui. Ly rượu này lúc đầu thì đắng, nhưng người biết thưởng thức sẽ cảm nhận được vị ngọt. Cũng như tình yêu thực sự không đến dễ dàng, nhưng anh tin anh đủ kiên nhẫn và chân thành để được cảm nhận tình yêu nơi em. Chọn anh, em nhé. Wow. No way. Okay. I need a doctor. Okay, I know. Chị Ngọc thấy sao ạ? Hôm nay chị lên chương trình này chị cũng ngại lắm, chắc là chồng chị không coi đâu. Khổ lắm, trời ơi. Lâu lâu mình được phép chút xíu không sao. Giống như, giống như Kỳ nói vậy đó, hôm nay lộ đi. Bung xả. Bung. Theo chị người này màu gì? Màu xanh. Trai cứng à, trai cứng nha. Trai cứng nha. Vì sao? Nhìn ở ngoài á, kiểu như tím tím nhẹ vậy. Dạ, dạ. Nhưng mà chị không biết là em có trá hình trong cái clip hay không. Ôi, lắc đầu kìa dễ thương. Đó. Thì trời chết rồi. Không được. Sợ này chị lộ quá em. Thomas Tâm ơi, ở nhà bỏ qua anh nha. Không, chị sẽ bấm qua này, không cho anh coi. Không cho coi nha. Nhìn thẳng vào mắt chị đi em. Chị xác định. Cảm giác đầu tiên của chị là xanh. Là cứng ngắc. À, quên. Không, cứng không. Cáp thôi. Thấy là cứng cáp. Cứng cáp. Cứng cáp. Trời ơi, cái gì mà cứng ngắc nghe sợ vậy. Rồi, Luân, thấy sao cưng? Khác những tập khác là em không thấy một ai tím ở đây hết. Đúng rồi đó. Mặc dù bạn đầu tiên là em cũng thấy là hơi tím nhẹ. Đúng rồi, lúc bước nhưng ra. Nhưng mà cho đến khi em nghe đến cái câu là ly rượu này á,
tuy đắng nhưng mà phải hợp với người nào biết thưởng thức nó. Thì em nghĩ là bạn này đến đây đã mang một cái tâm thế là sẽ sẵn sàng cho một mối tình với một người không hề bình thường như những cô gái khác. Đúng, dám nói câu đó có nghĩa là dám đương đầu chứ bộ. Đúng, người ta biết là người ta phải dealing with cái gì đó. Cho nên em nghĩ là rượu mạnh là phải có người mạnh. Đúng vậy, phải biết thưởng thức. Đúng, thì nó mới ngon. Minh Tú, trong clip thì em thấy là anh này lại sống rất là healthy, có một tiệm bánh, hết tập gym nè. Mà chị thì cũng nhiều lần tâm sự là chị muốn có một PT, có người chăm sóc. Tôi báo nhẹ cho biết luôn nè, PT nào qua tay Lý Nha Kỳ 3 ngày nghỉ. Bà lười, bà không chịu tập, người ta qua người ta dắt bà đi tập, xong bà nói thôi em bữa nay nghỉ với em. Cái thế nghỉ lâu quá người ta tự động, người ta thấy kỳ quá, ta nghỉ luôn. Ờ, làm biến thấy ớn luôn. Cho nên tốt nhất là lựa luôn bạn trai là PT. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, em độc thân. Okay. Oh, chúng ta đều là phim xanh nha. Nói nào ngay tôi cũng có để ý. Bình thường á, mấy ông nào nhìn coi cái MV mình thích lắm, khoái đứng ngó hoài à. Thấy không? Ông này thì đứng ngó ngó coi kìa, coi làm sao. Cái ngó kia, tại sao mình lại như thế chứ? Hiểu không? Hiểu. Có cái đó nhồi bột nặng mà nhấn được thẹt thẹt. Tôi có nhấn mà tôi có thấy mà. Cái đó biên tập kêu làm đó. Rồi mà Tom. Yes. Is that your taste? Okay, be honest. At the beginning, I talked to myself like today is really special episode with special girl, special guest. Try to be serious. I try to be serious. I will do my best. And then he came out with six pack and I forget everything. So, you ruined my plan. He is so damn hot. He looks, yes, when he, bam, bam. And I was like, ooh, ooh. He looks very young. I think his character, very self-confident and look like older than he. Yeah, he's kind of mature inside. Mm-hmm. I like, this is young generation, new blood, like energy, want to date something. I love your suit, but I love better without suit. Come on. Yeah, come on. So I go with my first instinct. Oh. I don't know you like him, but we love him. So I think he's great. Cố vấn đều đã đắm chìm trong pẹp pẹp. Thế quý vị bình chọn thế nào? Wow. Trên 11% là con số hơi bị cao nha. Ok. Number 2. Oh. Anh mới ký kết được một hợp đồng thành công, nhưng trái tim anh vẫn lông bông vì chưa được ký tên vào đây. Chào em, anh là Thái Khoa, anh đến từ Đức. Wow. Anh thích tham gia những giải chạy marathon. Ai cũng nghĩ anh không cần phải chạy, anh cũng về đích. Bởi vì sao? Anh được thừa hưởng công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng được như ngày hôm nay, đó là sự cố gắng hết sức và nỗ lực của bản thân anh. Ở bên Đức, anh mở một cửa hàng ẩm thực. Ai biết được, có thể là mai sau này anh và em sẽ mở một cái ở bên Việt Nam hay sao? Wow! Wow! Wow. Có thể tiếng Việt của anh chưa được tốt lắm, nhưng một điều anh biết là trong tình cảm, đối với anh là chuyện của đôi môi. Oh. Willst du bei meiner Hochzeit meine Braut sein? Em mà muốn biết anh vừa nói gì xong thì hãy cùng nắm tay anh cuối chương trình này nhé. Wow, là một người mê đồng hồ thì hãy nhìn vào cái đồng hồ ấy, chúng ta sẽ biết được. Anh nhìn vào đồng hồ ấy, chứ đừng nhìn đồng hồ của em.
Em thấy tội nghiệp bạn này, mấy bạn đứng trên nó rất là hồi hộp luôn á. Tôi nói thiệt nha, cái cậu này á, tôi không biết là do bản thân cậu sợ xuất hiện trước đám đông hay là cái cách mà bạn ấy cũng serious với cái cuộc chơi này, giống như kiểu bé nhàng của chúng ta, cho nên bạn ấy tập trung và hồi hộp. Hai người cảm xúc y như nhau, chỉ lo lắng nãy giờ không biết quýu hàng. Đây cũng là một ứng cử viên khá là thú vị. Khi mà cái năng lượng nhìn nữ chính bé nhàng của chúng em á là rất là hồi hộp theo kiểu là nghiêm túc. Đúng. Kiểu là rất là muốn nắm tay bé nhàng để giải thích cái câu tiếng câu Đức cuối đó. Cùng đó. Đó, cho nên là em tiếng Đức I love you là Elise Kibidis. Đúng không? Biết tiếng Đức luôn. Đó chị, dạ. I do speak German. German? Fließend Deutsch. Wie lange hast du da gelebt? Hỏi vậy ta. Wie viel? 23 Jahre. Wie alt bist du denn? Okay, go to the coffee shop, you too. Come on. I really want to know him. Okay. To have a business in Germany is not easy. I know that. When he came out, you say, he's so nervous. Like, oh my God, where should I go? On the left or the right side? Oh my God. And she's looking at me. Oh my God, I cannot see him. Like this all the time. He's like thinking in his mind. But I really falling in love with his sweet. You really coming down like a big boss. So when you like her, I need to see more from you, okay? I'm really nice because we came from the same country. So I say you are great. My Tom is from Germany too. Oh, vậy hả? I used to live there for 15 years. 15 years? Oh. Okay. Rồi, chị Ngọc thấy sao ạ? Chị cảm giác là em là một người đã có một cái gì bền vững rồi đó. Ý chị là trưởng thành hay là đã có? Trưởng thành và đã có gia đình. Oh my God. Chị nhìn thấy như vậy. Thường thường á, kiểu độc thân á là đồ tập này nọ, tướng cho nó sáu múi đồ. Cái hàng bền đúng không? Đó, kiểu đó. Nhưng em thì không. Em cho mọi người thấy sự an toàn. Cảm giác của chị Ngọc nhìn em giống như người em đã có gia đình rồi vậy. Vậy màu của chị là? Đã có chứ. Mời xong luôn. Năm người trên này thì em rất muốn là chị Kỳ và anh Thái Khoa sẽ là một cặp. Tại vì em thấy được cái điện giữa hai người rất là xứng luôn á. Nhưng mà phải công nhận là anh ấy trưởng thành hơn cả cái độ tuổi của ảnh. Đúng rồi, trưởng thành. Và đây là một người chắc là đã có chủ. Trong bạn này có sự trưởng thành. Tôi nghĩ là do cốt cách từ gia đình mà ra. Khi gia đình đã có business lớn thì luôn hướng con mình học cho giỏi để có cái đầu kế nghiệp mình. Mà trên đời này ác nhất là cái kiểu là cứ nhìn vô những con người này là người ta sẽ nói là có chủ. Nhìn vô những con người này người ta cũng nghĩ là có chủ, cho nên không ai dám tới. Chính xác. Bé nhàng tôi ngồi ở đây là do ai dòm vô cũng nghĩ chắc có rồi, cửa gì tới mình, hiểu đúng không? Đúng rồi. Suy nghĩ lại. Anh phân tích xong em thấy thật sự nhiều người cũng nghĩ là em là không thể nào không có người yêu. Đúng. Mà em cũng ếm bao nhiêu nè, năm nay. Nè thưa quý vị, thơm ngon vừa miệng, hiện nay vẫn đang độc thân. Dạ vâng, quyết định của em là độc thân. Vui lên liền hẳn luôn nha. Quý vị nghĩ sao ạ? Wow. 83. Good sign. Cũng là ngon ăn vừa miệng nha. Sao cũng có 1% LGBT ta? Lén lén cũng bấm được số 1. Bực dễ sợ bực. Cũng phải nhảy lên một số mấy chị. Mời em trai. Số 3. Mắt kính Nobita. Wow. Thôi thì được nha. Người khác cần nhiều hơn một lý do để gặp nhau. Còn anh chỉ cần tới em một cái gật đầu. Em định mặc chiếc váy nào? Đánh son màu gì? Anh nghĩ là em không cần đâu. Mãi cứ là em điệu đà và vô tư. Còn anh sẽ là một kẻ si tình. Nhiều người nghĩ anh xem tình yêu như một trò chơi. Nhưng thật ra anh toàn là kẻ thua cuộc. Nên là em biết không? Cả sáng nay, anh cứ chọn đi chọn lại quần áo và nước hoa. Anh tự hỏi, như thế này đã đủ làm em ấn tượng chưa? Anh sợ mình cũ kỹ,
với tình yêu của anh và vì công việc mà cứ mãi cuốn anh đi. Kinh doanh bất động sản và quản lý nhà hàng thật sự là chưa bao giờ dễ dàng đối với anh. Anh phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là tình yêu để tập trung cho sự nghiệp. Và nhiều người nói anh tham vọng. Đúng, anh tham vọng khi cùng lúc anh cho khởi công một quán bar ngay giữa trung tâm thành phố. Nhưng anh nghĩ anh của hiện tại xứng đáng là một người đàn ông đi bên cạnh em. Oh, she cooks. Wow. 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 Vì tham vọng nên anh đặt rất là nhiều kỳ vọng cho tình yêu sắp tới và bó hoa trên tay em đang nói rằng đã đến lúc chúng mình chạm đến nhau rồi. Những cơ hội để có được thành công anh đều biết nắm bắt, nhưng chỉ có một thứ duy nhất anh đắn đo có nắm được hay không, đó là đôi bàn tay của em tối nay. Cười đẹp ha. Em thấy anh rất là mắc cười từ lúc bước ra. Anh này thì đâu đó em không thấy hợp với chị của em. Nhưng mà anh độc thân. Xong luôn. Đây là một chàng trai chắc chắn rất đào hoa, với cái sự tự tin về bản thân mình. Theo em thì bạn là một người đang trưởng thành và đang muốn trở thành một người businessman để chinh phục những cái điều bạn mong muốn trong cuộc sống. Đây là một chàng trai chắc đã có chủ. Giai bắc mà kiểu này thì cũng maybe đấy. Lúc mà em ra thì Ngọc thích lắm, tại vì em cười rất là đẹp. Nhưng mà chị coi cái clip của em á, chị mắc cười một cái là với một người đàn ông thì không bao giờ nói là hôm nay anh chọn nước hoa và quần áo để không biết anh có chinh phục được em hay không. Đàn ông chinh phục người phụ nữ cần là cá tính và chân thành. Đúng. Cho nên nãy cái đó là cái một cái mà chị Ngọc phải suy nghĩ. Coi cái em cứng không? Em nghĩ là không tím được đâu. Không thể nào tím được. Cái cách mà lựa xe cũng không tím chị ơi. Không, cái xe cái màu đó làm em. Em mà lựa xe vẫn tím được. Chị thấy cậu này dạy chú quá đó. Không lẽ dầu di xịt dầu thơm thì mình phải tím hay ta? Không ai biết được. Ê, chị không hề nói gì dụ dịch xịt dầu thơm là tím nha. Dạ. Hoặc là thích dầu thơm là tím nha, không hề nha. Không hề mà chỉ với em không đó ạ. À. Dạ bên kia một kho dầu thơm mà xin giới thiệu. Thì chị đâu có nói gì về dầu thơm. Không hề nói dầu thơm trời đó. Mà vẫn chỉ ạ. Cái màu gì ạ? Thôi nói vậy nói chứ nguyên cái ngày hôm nay á, chị thấy tất cả năm bạn không có màu tím thì chị Ngọc vẫn nghĩ là em màu. Là màu. Mà thổng. I don't know what happened today. The first guy can bake, the second guy owned a restaurant, and the third guy can cook. So I think, sister, you need a fitness trainer or something like that. It's all about food. People guy hurt you. Yeah. But I really like nerdy guy. He seems like safe. But I don't feel any chemistry here. Just because he worried about himself or worried about someone else that's sitting at home and watch him on TV, I think that guy can be married too. So I think he's great. Me too. Quý vị nghĩ sao ạ? Oh. Well, you're so nice. Okay. You're so nice. Chúng ta sẽ đến với người có cùng tên với chồng của chị Hồng Ngọc, Thomas. Thomas. Hi. Did we meet on a flight from Australia, the US, France? Maybe I'm wrong. So, to make up for it, let me take a flight tonight. Chào em. Anh là Tom. Để đạt được 100% thành công trên bàn đàm phán, anh luôn bám sát nguyên tắc 3S. Đầu tiên là social, không ngừng vươn xa. Thứ hai là special, chiến lược độc đáo, thu hút. Thứ ba là spirit, tạo nguồn cảm hứng vô tận về giáo dục cho giới trẻ. Và để được em yêu, anh cũng sẽ có một nguyên tắc để mỗi mili giây trong đời em đều tràn ngập oxytocin. Đó là em muốn là được. Em muốn uống cà phê, có ngay. Em muốn trong mắt anh chỉ có em. Em không cần muốn, bởi vì you're already there. Đối với anh,
Đó không phải là sự nuông chiều, đơn giản chỉ là anh hiểu em muốn gì. Và anh biết có một nơi sẽ làm em phát điên nếu anh chạm vào. Nơi đó chính là trái tim của em. Anh phải đi New York, nhưng trước đó hãy cho anh cơ hội có new love cùng em. Oh my god, I love my job. Do it. Do your job. I'm so serious because five guys today. I cannot find the LGBT one. My radar is stopped working. And finally, thank you Thomas for coming today. To making another color, right? You know what? I was so serious when I see his VTR. Oh my god, it's beep, 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 beep all the time. Everything what she does is like me. What I did in front of the mirror every morning, like this. It's just like, mirror, mirror on the wall, who's it's the fairest of them all? Yeah. You are. Yes. You are Thomas. LGBT for sure. Okay, just an idea. Don't worry. Chị thì sao? Khi mà bước ra chị đã nhận ra rồi. Bạn ấy cùng tên với chồng chị nhưng mà không giống chồng chị lắm. Màu tiếp nhẹ. Luân sao ạ? Em thì không có nhiều kinh nghiệm nhìn tím ở phương Tây. Cho đến khi em thấy ảnh cầm tách trà lên. Dạ em chọn luôn lúc đó là tím. Ok, mình tú. Em cũng có cơ hội để mà quen cũng như làm bạn với rất là nhiều người nước ngoài. Và cũng có những cái cử chỉ nó hơi mềm mại. Nhưng đúng là cái đoạn mà tách trà, dress up xong ảnh đôi môi ấy đúng không? Đôi môi kèm theo cái chân mày và cái action của ảnh nó, cái giọng nó rất là bẻ giọng. Ồ, nó bẻ rất là nhiều theo cái này. Ok, lần đầu tiên mà tôi thấy tím cả hoàng hôn. Mời quý vị. Oh, you're so nice again. Yeah. Everyone, the audience so nice. Okay, Thomas, you're famous. Okay, the last guy may be Korean. Ah, 진짜로? Yeah, Jinho. Anh là Jinho, đến từ Hàn Quốc. Biết tiếng Việt luôn. Một chàng trai bí ẩn, giới nhất là làm em mê mẩn. Em không thể chán chường khi anh luôn có những hành động khó lường. Hiện anh đang kinh doanh nội thất, công việc này không quá vất vả đối với anh. Nhưng đợi hồi tổng hết để đem đến căn nhà ấm cúng cho các gia đình. Tuy mắt của anh hơi hí, nhưng ý chí của anh rất cao để thuyết phục em. Và nếu khách hàng là em cứ thoải mái order nhiều hơn một món nội thất. Em nghĩ sao về một căn phòng với chút rượu? Ain't no man living on this earth. Cùng nhau xem phim hành động hay người đóng. Em ơi, anh thích nhiều em lắm. Anh thích em nhiều lắm. 너랑 사귈 수 있는 기회를 주겠니? Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho đội ngũ biên tập của người ấy là ai? Ôi.
Quá đáng yêu. Dựng một cái clip không thể thông minh hơn. Ngu. Ngu trễ luôn. Mắt một mí. Mắt tay ơi, xin đừng đi cha cha. Không thiệt. Dí dỏm. Chị Ngọc thích kiểu nào? Người đàn ông phải biết nói chuyện, phải biết hài hước. Cái đó làm người phụ nữ cảm thấy sống trong một cái mùa xuân vậy đó. Đúng. Làm cho người phụ nữ lúc nào cũng vui. Chị nghĩ là ngày hôm nay em là một trong những người đặc biệt hết trong cái vàng này luôn. How long you live in Vietnam? 12 năm. Oh, vậy là quá rành tiếng Việt rồi. Wow. 12 years. 12 năm là có nghĩa đã kết ở Việt Nam và đã mê cô gái nào đó rồi và đã ở đây. Chị ơi, nhưng mà chưa chắc. Đôi khi người ta ở trong, người ta có thể yêu rồi chia tay rồi độc thân vậy. Đúng rồi. Nhưng mà lý trí nè, ca này màu gì? Dạ màu gì ạ? Ồ mắm mì. Màu gì ạ? Come on. Quá chị rồi, mắm mì rồi. Come on. Độc thân nè. Ok. John, ê lộn, Luân. Come on John. Come out hay come on? Come on John. Come out. You want to come out? No, 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 no. Yes, come out. Come on. My Tom is waiting for you. This is the Pride Month. Come out. Yeah. Yeah, really? Come out. Yeah, choose for me another word. Producer over there. Oh yeah. Thật ra là qua cái clip á, em thấy á, anh này là một người có đầy đủ những cái tố chất rất hợp với chị Kỳ, là đáng yêu lắm, có hài hước, có sâu sắc nha. Tại vì á, cái người mà làm nội thất á, họ là một người quan sát cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Tại vì họ biết được chỗ nào nên làm cái gì và sắp xếp mọi thứ trong một cái trình tự tốt nhất. Mà quan trọng là gì nè, người Hàn Quốc tôi lấy được tôi biết nè. À. Người Hàn Quốc nói gì nói, với người ta sống rất là có quy tắc, kỷ luật đúng không? Lúc đầu sẽ tranh cãi rất nhiều về văn hóa. Người Hàn Quốc A là A, B là B. Hứa được là phải làm được, còn không làm được khoan hứa. Ở Việt Nam mình hay kiểu thích vậy, mai làm cho rồi cái quên. Thí dụ vậy, nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó nó cũng làm cho gây lộn nhau. Cho nên bất là mình cũng phải suy nghĩ kỹ ca này nha. Yeah. What the color? Green. Come on, mama. Mama. Slow down, mama. Hôm nay cho bung nẹp bữa đi. Bung bung chút. Khi mà em nhìn năm chàng trai ở đây á, thì đặc biệt em thấy cái anh này năng lượng rất là phù hợp với chị Thanh Nhàn. Một người rất là ấm áp. Nhưng anh này có bạn gái rồi. Tại vì anh này sống ở đây 12 năm. Rồi nhà cửa rất là ngăn nắp. Mọi thứ nó quá hoàn hảo. Thì giờ lên thôi. Em nghĩ anh này có bạn gái rồi. He is so adorable. Yeah. He's not that type that I like. But I cannot stop watching at him. Attractive. Yeah, attractive. I think to all the girls. And when he smile, can you smile for me? Oh, but okay. But what I'm curious about, he run a business here. This is two things, like family business or partnership. When we have luck, maybe when he's single, he run a business with his family here. Like this all the stuffs. But bad luck is, I think he smell a little bit like married guy. Oh. He's so charming. But I really like you and I want to see you in the next round. So I would give you now, in the present, a green one. Anh, em thực nhớ ra. Yeah? Anh này tên là Du Ho anh. Ừ. Rồi có một anh ở một tập. Mà ban đêm thì mình một cái thời hư hổng lắm á, sẽ mạnh mẽ. Y có Jin Ho. Rồi Jin mình Ho. Có khi nào anh em không ta? Tại vì cũng mặt cũng giống nhau lắm. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó brother? You brother? Nhưng mà lúc đó mình đoán cái anh đó là màu đỏ, nhưng không phải, anh đó màu xanh. Đúng. Thôi em đỏ nha. Y khi độc thân đó giống cái, thôi cái ca đó giống. Em nhìn cái mặt em thấy quen quen, xong rồi sao em nhớ lại, ủa sao cái tên Ho 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 Ho. Hai em đừng nói vậy em. Lê Dương Bảo Lâm tôi cũng nói nó Lee Min Ho đó. Nghe Ho 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 ai cũng giận. Bây giờ tôi mới nói các anh chị nghe nè, nó ác là ác cái chỗ này nè. Cộng đồng Hàn Quốc ở Việt Nam nhìn vậy thôi mà lại không quá nhiều. Rồi hỏi các anh chị chứ, đi làm cũng ít có cơ hội gặp được cái người bạn xứ để mà yêu đúng cái style của mình.
rồi gặp cái người nước ngoài, nhiều khi không phải ai cũng biết nói tiếng Anh, đúng không? Cho nên là mình nghe số 12 mình thấy nhiều, nhưng mà thực ra trong khoảng thời gian 12 năm đó, để kiếm được một người nói chuyện được với mình tâm đầu hợp khó lắm. Nhiều khi gặp bé Nhàn đây nè, là cái style international nè, là quốc tế nè, nói chuyện được hết, nhiều khi vậy mà lại dính. Chị nghĩ là hợp á. Hy vọng đi em nha. Em thấy là đối thủ nặng ký luôn đó. Mời quý vị. Good sign. Bình chọn ổn. Wow. Mời bé Nhàn đứng dậy. Bé Nhàn của chúng ta bây giờ phải lựa chọn một anh mà không phù hợp nhất với mình. Anh ta sẽ dừng lại cuộc chơi ở đây. Mời bạn. Cô gái ấy đã đứng trước nhiều quyết định của cuộc đời mình, nhưng có lẽ chưa lần nào khó như bây giờ. Thanh Nhàn phải làm sao đây? Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion, tải app ngay. Người ấy là ai? Mời bé Nhàn đứng dậy. Bé Nhàn của chúng ta bây giờ phải lựa chọn một anh mà không phù hợp nhất với mình. Anh ta sẽ dừng lại cuộc chơi ở đây. Mời bạn. Dạ, hồi nãy có chơi cái bài Tarot hả? Có nghĩa là đưa 7 cái. Thì mình nói là thường nguyên tắc đó mà nếu mà mình lý trí thì mình sẽ bốc số 1 vì mình luôn luôn là người thích đi đầu. Còn nếu về mặt kinh doanh thì mình thích là bốc cái cuối cùng vì mình thích là thủ lĩnh. Nhưng mà mình nói thôi, bây giờ mình đến đây vì mình muốn tìm an toàn, mình bốc số 4. Mình mở lên, số 4 là chữ lonely. Số xui đúng không? Mà hôm nay hy vọng là chữ lonely sẽ chuyển qua chữ love. Nhưng mà đầu tiên là Kỳ sẽ chọn. Kỳ sẽ chọn số 4. Ok. Các bạn sẽ chuẩn bị cho phần lộ diện ạ. Xin cảm ơn. Chọn số 4 ngoài cái việc chỉ là lá bài ra thì chắc là cũng không hợp sai Nhàn lắm, đúng không Nhàn? Thật ra bên trong của bé Nhàn thì vẫn thích một cái văn hóa gia đình kiểu châu Á. Chị cũng nghĩ vậy. Một cái người vậy mình thích gia đình được đấy không? Vậy lạ ha? Nghe lạ. Rồi, ok là cho một cái màu trước khi anh Thomas trở lại nè. Nghe Thomas hết hồn. Nghe hết hồn. À chứ có bị... Tự nhiên nghe người đóng tham gia chương trình đang tỏ ra mỹ trai, tự nhiên nghe tên chồng nghe hết hồn liền hả chị ha? Nguyệt tứ à. Một, hai.
tuổi. Sinh ra lớn lên ở nước Anh mà hiện tại đang làm việc và sống ở Sài Gòn được 5 năm rồi. Wow. Nói tiếng Việt rất giỏi. Cảm ơn anh. How long have you been studying Vietnamese? Tiếng Việt thì 4 năm rồi. Oh, he learned, he studied Vietnamese for 4 years and speak that good. Em nghĩ chắc là anh cũng sẽ là giáo viên dạy tiếng Anh, cho nên là sẽ học tiếng Việt rất lẹ. Nói lưu loát luôn chứ không phải là nói bình thường nữa. Vì sao bạn đến Việt Nam? Em qua Việt Nam để đi du lịch với gia đình vào năm 2015 và rất là thích Việt Nam. Vì sao? Người Việt Nam rất là hiền, rất là mở. Và thẳng thắn nữa, tím nói tím liền đúng không? Yeah. Không giấu giếm gì hết trơn. Người nước ngoài ta sẽ giữ kẻ xin lỗi bạn, tôi nghĩ là không, em tím nè, kiểu vậy. Lộ liễu dễ sợ. Mình cũng kỳ quá hả. Thế trong nhóm LGBT thì bạn là chữ nào? G. Bạn có người yêu chưa? Dạ có, là người Việt Nam. Bravo, bravo. Rồi, tiếng chuyển màu đỏ. Oh, yeah. Oh. Thôi, cái này là chính xác rồi, không có twist gì nữa đâu. Hai bên này twist không nổi em ơi. Twist không nổi. Em giới thiệu một chút về bản thân mình đi nào. Dạ em chào anh Trấn Thành, bố mình chị cố vấn và chào chị Nhã Kỳ. Em tên là Thịnh, em là giáo viên dạy tiếng Việt ở Sài Gòn. Dễ thương mà. Nhưng mà nói tới đây thì chắc là mọi người nghĩ em là người dạy tiếng Việt cho ảnh. Nhưng mà không phải, ảnh học với một cô được 4 năm rưỡi rồi. Nên là đó là lý do cái cách nói chuyện của ảnh hơi nữ tính một chút. Rồi làm sao em gặp ảnh? Anh muốn chia sẻ không? Dễ thương không? Anh muốn chia sẻ không? Nhẹ nhàng ha. I'm so jealous. Hai em làm quen trên một ứng dụng hẹn hò. Và em thấy hình của Thịnh rất là thú vị, rất là hiền, dễ thương và muốn biết thêm. Rồi 2 năm rưỡi sau, hai em đứng ở đây. Wow, that's a long time. Yeah. Em nghĩ Tom là người như thế nào? Dạ, từ cái buổi gặp mặt lần đầu tiên á, là anh làm em rất là bất ngờ vì anh nói tiếng Việt 100% luôn. Bây giờ cho anh hỏi nha, là Tom lúc đầu có phải là cái gu của em không? Dạ không. Hồi đó em hứa với lòng anh là chắc là em không có quen trai Tây. Chắc là em không có quen trai Tây. Em quen trai châu Á thôi. Nhưng cái điều gì của anh ấy làm em rung động? Anh quá là thương em. Cái đó là cái quan trọng đó. I can see that you're so honest. Gia đình của anh ấy có biết cái mối quan hệ này không? Dạ, hiện tại thì hai bên gia đình đều biết tụi em quen nhau và rất là ủng hộ tụi em. Thank you. Dễ thương thiệt á. 3 năm mới đây vì dịch em không về nước được. Nên gia đình của Thịnh giống như là gia đình mới của em. Quá đáng yêu. Em có bao giờ qua bên Anh chơi chưa? Dạ rồi luôn. Em với Tâm mới vừa qua nước Anh hồi tháng 4 năm nay. Em qua đó là để du lịch thôi hả? Dạ, để ra mắt gia đình Tâm luôn. Oh. I got everything. But no boyfriend to introduce my family. No boyfriend. Yeah, maybe the next one. Oh, sorry. Yeah? Yeah, maybe the next time. Yeah, không biết nói gì tại vì cái cặp này hạnh phúc quá luôn á. Nãy giờ cứ hỏi đi bắt bẻ này nọ, không có cái gì để bắt bẻ nhau hết trơn á, thiệt tức dễ sợ. Lúc đầu em định nói là anh xin lỗi Nhã Kỳ vì anh đã lừa em mà. Em thấy rất là vui và may mắn là anh không cần xin lỗi gì hết vì chắc chắn anh không lừa ai hết luôn. Chắc chắn không lừa ai. Kiểu người không giả bộ em là ai, là người như thế nào. Màu tím là màu của em, nếu ai thấy thì... Thì đó. Màn come out very dễ thương luôn. Và
Một bài học mà em đã lấy từ cuộc đời là em sẽ không bao giờ xấu hổ màu của em nữa. Oh. Wow. Yeah. I give respect to you, bro. Yeah. Thật ra cái cuối cùng mình cần phải đối diện được á, đó là bản thân, cái tôi của mình. Khi quý vị đối diện được cái đó rồi, tôi nghĩ không còn cái gì mình có thể cảm thấy nó là khó khăn cả. Em muốn gửi một câu nói đối với Tom. Trong buổi tối ngày hôm nay, anh không phải là người đẹp trai nhất, anh không phải là người cao nhất, nhưng anh là người số 1 trong trái tim của em. Dù em là người bị loại đầu tiên, nhưng hôm nay em là người chiến thắng vì em đứng ở đây với Thịnh bên cạnh em. Yeah. Wow! Awesome! 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 Oh my God! So touching! Đàn ông hay không là do cách cư xử chứ không phải chỉ là giới tính nha quý vị. Dám nghĩ, dám làm, dám đối diện mình là ai, dám nói cho thế giới biết mình yêu ai và làm gì, đó là đàn ông. Yeah. Anh muốn em cho bé Nhàn của anh một lời chia sẻ. Bé Nhàn của anh cũng là một cô gái rất là rụt rè và lo sợ. Chị Nhã Kỳ ơi, hôm nay chị và em và Tom gặp nhau là một cái duyên. Thì Tom là người đàn ông đẹp nhất trong em và chị là người phụ nữ đẹp số 1 của em. Nên là chị tự tin và chị sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Cảm ơn hai bạn đã đến đây với chương trình và chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và tươi cười như vậy nhé. Cảm ơn Thomas rất là nhiều. Yêu nhau là phải vậy đó. So cute, really. Phải nhắm mắt yêu chứ không có phải là tính toán một cái gì hết. Chúng tôi đã chọn đúng được lần đầu tiên nha quý vị. Hàng còn lại rất là ổn định nha quý vị. Căng thẳng quá. Căng thẳng lắm. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút dễ lòng. Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với người ấy là ai. Đoạn này mới nhức nhau ấy nè. Đoạn này thì các chàng trai của chúng tôi sẽ được di chuyển những phần thân thể sexy của các anh ấy. Và trò chơi chúng tôi thiết kế còn dành cho những người khách mời ở đây. Ok, ai muốn bắt đầu trước ạ? Tôi cũng nghĩ là Song Luân nên bắt đầu. Honey, fighting. You should not see it. Ok. John chọn một người đi ạ. Atom. Can you help me to pick one? Me. No, just kidding. Just kidding. This last episode. Do you love to play the game? I love to play games. So I would love to see you with the Korea guy. Okay. Cao dữ. Wait a minute. Oh. Oh my god. Cái cặp này mà yêu nhau đám cưới không biết tổ chức đâu luôn á. So cute. Trò chơi là gì ạ? Ê, sao đúng quá à? Hồ Bi. Ở trò này tôi muốn chị Hồng Ngọc lên giúp em chuyện này. Trời sao căng quá à. Fighting mama. Ở đây là những tờ sticker. Chị sẽ dán cái miếng sticker này vào bất kỳ cái bộ phận nào mà chị muốn. Chị chỉ định người nào là người dán thì người còn lại phải là người gỡ. Gỡ thì phải lấy miệng để gỡ cái này ra.
chị sẽ hại một ai đó. Nè, bây giờ muốn ai dán ai gỡ nè. Yeah. Lương ơi. Lương ơi. Ê, sao chị Nguyễn Nguyễn gồng lên. Bây giờ vô đây thì không có chị em gì hết nha. Chỗ nào đọc đọc nha. Ê, đứng yên. Sao nó nhộn quá ta? Chưa gì mà nó nhộn. Này luôn, chương trình này là anh Tâm không có coi. Đây đi ha. Một. Yeah, nhà. Chị dán đây nó gấp dễ lắm, chị dán đây nè. Rồi tiếp. Xin lỗi nha. Giơ tay lên, giơ cánh tay phải lên. Đó. Đây đi ha. Ê, sao nó nhột quá à? Rồi. Thôi. À. Mấy người đừng có tưởng tôi làm cái gì, tôi không làm gì hết. Tôi tạm thời ở đây đi. Chị nợ em nhiều rồi đó. Chị có lỗi với em. Jin Ho, good luck to you. Quay ống sợ kìa, quay ống sợ kìa. Oh. He's great, he's great. I really enjoy the show. Lưng, mày đứng yên coi. Ê, thôi rút luôn đi, đừng có thổi nó bị nhạy cảm á. Go down on sorry, your knees. I'm so sorry. Quá dễ dàng đi chứ. Yeah. Yeah, 감사합니다. 감사합니다. Em xin cảm ơn mọi người. Lương. 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 Dạ. Trở lại. Em đã hết đâu. Không lẽ giờ em đi gấp người ta. Em đứng yên đây. Còn Tú. Dạ. Lên đây giúp anh đợt 2. Chị anh có gia đình hiền quá à. Anh cần em lúc này. Em chọn anh Hoàng Việt. Đúng rồi. Ra đây. Tụ lén lén dán giùm mình. Chỗ nào đọc đọc cái coi. Xin vĩnh biệt cô. Hay quá Tú ơi. So stay here. I have to stay here. Anh 4 cái lần hả? 4 cái lần. Oh.
Mời em thưởng thức. Chú ơi, cho em quan sát với. Baby great job. Tội nghiệp quá à. Come on. Ê mọi người quan sát ảnh cho con biết được là như thế nào nha. Đúng rồi, để cho con coi. Không dùng tay để phanh áo ra, chỉ có răng thôi. Chỉ có răng thôi. How do you feel, John? Yeah, I can say anything. Yeah, you're so high, huh? Should I come out? No. Đi về đi. Mệt, cảm ơn em. Okay. Dễ thương quá. Great job. Good job, baby. Ma Tom, it's time to do your job. Oh my God, I tried to do my best. Pick up one guy. Mr. Germany. No, Ma Tom, you're the one who stand there. What? I am the one? Yeah. I thought I have to. No. Cái gì kìa? Okay. You're so mean to him. It's your turn. Dễ thương kìa. Ngoan. Can you dance move? Yeah. Come on. Tội nghiệp quá hả thầy? Hey, that was so quick. Yeah. I didn't feel anything like. Okay, so feel it one more time with the neck. Cái này mới chết này. Yeah, go ahead. Dễ thương à. Oh my God. Sorry for Thailand, not Thai guys always like me. I'm special, okay? Yeah. Okay. Yeah, you did it. Thank you, baby. Thank you, Ma Tom. Yeah. And I, what a good.
Em muốn chơi nữa hả? Ghiền à, phải không? Mấy này không thử chứ thử lần ghiền liền à. Mở mở nhẹ ra, mở nhẹ ra. Ồ, cậu này lúc nãy sáu muối đó. Mở nhẹ ra, đúng rồi. Rồi, ok. What the? Oh my. And who will did? Ok. Ba. John. It's your turn. Bây giờ em là người lấy. À, đi mình cậu phản ứng của bạn này. Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên em làm chuyện này nên là mọi người thay em quan sát nha, em không thấy được. Răng thôi nha John nha, không dùng tay nha. Cứ dễ trước đi ha. Em làm dạ, đúng rồi. Em biết là có giúp nhưng mà chủ động quá. Chết. Răng nè. Món cuối nè. Răng nha, không có dùng tay à. Oh my god. Mùi nước hoa thơm nha. Chua quen thơm không? Quen. Mê quá, chui vô hửi luôn đi em. That's good. Thank you, John. Cảm ơn em. Cảm ơn các em đã hợp tác. Mời mọi người về vị trí. Thưa các anh chị, tôi biết chúng ta vừa trải qua một cơn bỉ cực. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ sống lại những ngày tháng bình yên. Chúng ta bàn về anh chàng số 1. Mời chị Ngọc. Em ấy cũng chừng mực, khá là đàn ông. Không có thấy bể nẹp gì trên rồi. Vậy thì giờ phút này chị vẫn cho là màu. Chị vẫn cho em là độc thân. John, thoáng nhìn khi mà anh ấy quan sát những người khác chơi thì em thấy là anh này đâu đó có một cái sự tím nhẹ. Và em nghĩ là em phải thay đổi ý kiến của em. Ok. Ở trên đó người ta gấp mình mà cũng có thời gian địa người ta quá ha. Đàn ông mà nhiều chuyện quá vậy tôi cũng lo lắm nha. Lo. Sao Tú? Em thấy cái bản này hợp với anh hơn á. Em nói rồi chứ nó bây giờ men hết với đây lộ hết rồi. Em thì em không nghĩ bạn này LGBT. Tại vì đâu đó cái cách bạn tương tác với anh Luân á, đó chỉ là một cái tự tin chơi hết mình, không có ngại bởi vì là tuổi trẻ mà. Em nghĩ bạn này độc thân. Malcolm, when I'm sitting here and I'm watching him, he looks so straight. But close to him, I feel my radar is working so hard. And this time not even beep 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 beep. This time is ooh. Yeah. And this is one time I dropped my jacket off on the floor and he was like picking up and I watched in his eye. I feel like, oh my god, how are you, sister? So I think this time he's made LGBT one. Okay, SOS. Quý vị nghĩ sao ạ? Nó độc thân. Trời đất ơi, mấy đứa này mù quáng hết rồi. Tôi là tôi thấy tím rồi đó nha. Rồi, Berlin.
nhìn tương tác thì anh này sẽ không LGBT nhưng mà anh ngại ngại lúc mà gấp cái đó. Căng thẳng á. Nói thiệt nha, nhiều khi bạn sống trong một cái gia đình cũng khá là nề nếp. Đúng rồi. Cho nên nhiều khi ít ra đường va chạm, ít giỡn hớt như kiểu nghệ sĩ tụi mình. Rồi tự nhiên giờ biểu người ta lên tivi. Cái người ta gấp ông nội này, người ta cũng quýu chứ. Nhưng mà thôi, em rất là thích anh này. Em hy vọng độc thân. John, anh này thì chắc chắn 100% là trai thẳng rồi. Nhưng mà em nghĩ với cái kiểu mà ngại tương tác như vậy á, thì chắc phải vướng bận một cái gì đó với gia đình hay là với người yêu gì đó. Cho nên rất là dễ có chủ. Ngọc Mama, chị vẫn thấy em là người đã có chủ. Em rất là ngại về cái những cái hành động lúc nãy, cho nên vẫn giữ lập trường. I see different because in the first break he was really shy, really not himself. But I think that break he was more relaxed. He is not like wow, action and attractive, but he tried to finish his job and he did a great job. I really like when he looked at her, a little bit shy but want to know more about her. So for me, he is still my green one. Quý vị nghĩ sao ạ? Wow, 6-9, I love that. Bạn kế tiếp. Tu thấy sao? Em nhìn bạn này lại mắc cười từ đầu đến giờ. Các bạn chơi cũng rất là tự nhiên. Chơi rất là hết mình với anh luôn á. Kiểu đồng đội, ok anh ơi, đúng nè rồi. Nè, anh đúng đi rồi. Tự nhiên. Lưng dựa lên. Nè cậu. Nhưng mà cái nét đó không phải là nét LGBT. Nét này là một bạn mới lớn, dễ thương. Nhưng mà em thì không nghĩ là sẽ phù hợp với chị của em. Nhưng mà ok. Đúng rồi, tại vì baby quá. Anh số 3 chắc chắn sẽ là một người vui vẻ, cá tính và đang rất là trong độ tuổi trưởng thành. Và ngay cái mùi nước hoa đó cũng dành cho những chàng trai độc thân. Hay quá, thử biết mùi nào độc thân, mùi nào có chủ, hay quá. Mời Chế. Chế thích cậu này mà, cười xinh. Chế cũng nghĩ là không có hợp với Nhàn đâu. Tại vì em này nhỏ quá, mất công em về em babysit nữa, tội nghiệp. Nhưng mà chị vẫn chọn em là độc thân. Bà Tom. He is such a real entertainer, you know? He seems like nerdy. I think I love his bad joke, you know? His face is like nothing, but his body okay and enjoy with everything. I think he got a lot of experiences to making people around him happy. So it can be that he is already given a great one. Mời quý vị. Wow, sao mà nhiều dữ vậy? 97% hả? Jin Ho. Anh là người chơi đầu tiên thì tất nhiên là anh cũng sẽ có những cái bỡ ngỡ. Nhưng em chọn đã có chủ. Tại vì cái ngại ngùng đó em cảm thấy là chắc chắn là có ai đó đang xem. Và anh cũng không có muốn những cái hình ảnh nó quá trên truyền hình. Just go to him. I just realized. No way. That's what I thought. Why? What? Thật ra đó nha, for a Korean, if they can come out in front of everyone, this is a very, very difficult choice. Yeah, he lives here for 12 years. Maybe he can change his mind. But if this happened, this is gonna be the first situation ever to be happened. In Vietnam. Maybe. Wow. Even in Korean. He's the best choice, but I'm hoping that I was wrong. No, it's nothing wrong on you. Everything you say is right. Everything you say is right. Oh. He is LGBT. Chúng ta đang chọn cho cô ấy mà. Chị nghĩ là người này rất là đáng yêu mà kiểu như là cách cư xử hay là cái thể hiện cũng rất là đàn ông.
Bé Nhàn cần có một người cái kiểu như vậy làm niềm vui lại cho em. Đổi cái kiểu lạ đi, kiểu như Thanh nè, đổi kiểu Hàn Quốc đồ. Thật ra đó tôi nghĩ vậy nè nha, một cái người như Kỳ á, Kỳ mà quen mấy người trai Hàn á là hợp lắm luôn á. Tại vì trai Hàn á là rất là lãng mạn nha, có cơ hội nha, ga lăng và rất là gentleman, với lại kiểu là cái kỹ năng mềm của họ tốt á. Có nghĩa là trong cuộc sống cái gì họ cũng quán xuyến được. Chính vì vậy mà chị chấm cho Bé Nhàn nhiều. Mà sao? So he reminds me one of my good friend from Korea, and he is straight. We used to play the game like this before. His reaction is like this. So I have to tell you, he is not LGBT. I think he is straight one. But the right one, I confused a little bit. I think for four guys, he is number one for dating. I would love to say he is single and green. Quý vị nghĩ sao? Wow. Đáng tranh cãi nha. Mời Bé Nhàn đứng dậy đợt 2. Căng nha. Xin hãy cho tôi một cái tên không phù hợp với bạn. Tự nhiên hôm nay mất tiêu cái bản lĩnh ngồi yên ru á. Thì vẫn là người thích làm kinh doanh hơn tập gym. Vì vậy cho nên chắc là Số 1. Cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần lộ diện nha. Xin chào. Kỳ có thể cho biết vì sao không? Kỳ cảm giác không liên kết được trong cảm xúc thôi. Mà theo Kỳ thì bạn này màu gì? Màu tím chị em. Tím chị em ha. Ok. Mời mọi người giơ bảng lại trước khi ta trở lại ạ. Tú ơi. Mời em trai. Thank you.
Riết rồi, bây giờ tôi không biết có nên tin hay không. Thưa quý vị, đây là bạn Hoàng Tuấn đã từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai của số trước. Và bạn ấy xuất hiện với vai trò là độc thân. Và tôi thấy khi bạn Hoàng Tuấn này bước ra thì ông Ma Thom, ông hơi mắc cỡ, ông ngồi đây, ông bẹn lẹn, ông lắc bông, ông dãy dùa. Ma Thom, why are you shy with this guy? No, I can't tell. Did I see something? No. Okay, honestly. I randomly searching for Instagram because I want to fly to Vietnam. So I searched Vietnam guys on Instagram. Of course, you search for. And I see video like working so hard like this. Uh-huh. And I was liking him and he liked me back. And then I text him like, wow, thank you, so something like that. And he's like, oh my god, you visit Vietnam. And we keep talking. And then... Oh my god. I stay in Vietnam like till Sunday, so maybe we can catch up and go some grab some food or drink. I don't expect to see him here. And you expect this gonna come so soon, right? Yes! Thank you for fulfilling my dreams. I woke up in the middle of the night. Yeah, I will love you for it all. So, how many guys actually you're following? Why are you asking me like a bullshit question? You mean randomly? You pick a lot of guys here. Why I can't do anything? I'm gay, I'm handsome, and single. I tell nothing. My question is how many? I don't know. This is too much. How many? This is too much. Xin lỗi em trai chút xíu nha. Anh phải làm rõ cái mối lương duyên này trước khi anh đục lỗi của em lại mới được. Tại sao từ Thái Lan mà mình trai thẳng, mình đi nói chuyện với người ta cua mình cũng ừ. Khoái hả? Không phải, tại vì em cũng có theo dõi. Em thấy anh này rất là hài hước. Em thấy khoái. Dạ không phải, thì giống như là cũng... Cùng gu em. Anh ơi à. Chứ gì nữa. Bạn ơi, bạn rảnh không? Nói chuyện với mình nhé. Khùng hả? Đúng không quý vị? Thì em cứ coi như là một người bạn thôi, chứ em không có liên quan gì vấn đề về tình cảm á. He said that he talked to you like a real friend. Yes, we are friends. Okay, thank you my friend. Okay, thank you. Khóc cun nà khá, khóc cun nà khá. Xong một mối. Giờ tới mối thứ hai. Em đóng vai trò gì trong phần lộ diện này? Này độc thân mà sao em hiện ra như vậy? Em cũng không biết nữa. Ai đã ép em làm tất cả những điều này? Mà người ta đàn ông trai thẳng, ta lộ diện em ra em lộ luôn chi vậy? Em cũng không biết nữa. Ê, em xuống trái đất chi vậy cưng? Em là ai? Đầu tiên thì em xin chào anh Trần Thành, em chào mọi người. Việt chào Nhàn. Em tên là Hoàng Việt, em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đang là người mẫu diễn viên tự do. Và ngoài ra thì em có kinh doanh bánh healthy nữa. Ok, be straight. Bạn này đóng vai trò gì trong cuộc đời em mà xuất hiện ở đây? Em cũng không biết sao. Thưa quý vị, tôi còn 5 phút để định hình lại. Trong một phần xuất hiện của một bạn trai thẳng, có thêm một bạn trai thẳng thường xuyên nói chuyện Instagram với một bạn trai không thẳng đến từ Thái Lan, để khẳng định rằng bạn trai kia thẳng và nói mình thẳng. Thì cái người nói mình thẳng chưa chắc thẳng, mà đi nói người kia thẳng là sao? Có khi nào hai người này đều là độc thân, và hôm nay hai người này bắt đầu kết thúc cái con đường độc thân của mình để trở thành điếc đầu? Hồ biến. Biến rồi. Shit. Okay, chain,
Never. That is enough, but K. You're okay. Why not? Dễ thương quá. Chắc biên tập chui vô Instagram của Ma Thom, thấy Ma Thom follow trai Việt Nam, trong đó có ông này. À. Rồi nó mới tìm cách nó lục lọi ông này qua nhữ mồi thì mới lòi ra cái người áo vàng này. Cái màn này màn lộ diện của con chả nha. Ok, đó. It's gonna be make sense from now. Make sense chưa? Yes. Bớt follow dạo lại. Em thấy là cái tập này từ nữ chính cho đến khách mời đang không biết mình đang ở đâu làm gì và và quá mệt mỏi. Rồi xong, cảm ơn em đã hợp tác. Ồ, vậy là chị em mình đúng à. Tại ta. Vì sao em đưa với người ấy là ai? Là vì em thật sự em muốn tìm thấy người con gái của em. Khi mà em biết được Nhàn làm nữ chính thì em cũng rất là hồi hộp. Là bởi vì em theo dõi Nhàn rất là lâu rồi. Em không phải gu của Nhàn. Ờ. Vậy theo em gu Nhàn là ai? Em nghĩ rằng là một người đàn ông mọi thứ đã vững chắc rồi. Cô ấy đến đây rất là chân thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời cổ trải lòng ra, mong muốn mình một lần được rung động, mình được yêu lại. Thì em nghĩ là người ta có thật sự thích một người đàn ông đã có hết sự nghiệp giống như người ta hay không? Anh nghĩ rằng là không đâu. Cần cái người đó đủ đàn ông, đủ hấp dẫn, đủ thú vị, đủ vui, đủ tử tế. Anh nghĩ vậy thôi à. Có thể là do cái ngoại hình của em trông chưa đủ đàn ông để mà Nhàn giữ em lại. Em có bao giờ quen với người lớn tuổi hơn mình chưa? Dạ, em từng quen vài ba mối tình rồi, đều lớn tuổi hơn em ạ. Người lớn tuổi hơn em nhất là bao nhiêu tuổi? 7 tuổi, vâng. Em suy nghĩ cũng lạ đó nhỉ. Em tự tin rằng hiện tại con người của em có thể đủ handle được những người lớn tuổi hơn em. 11, 12 tuổi không thành vấn đề. Nghe bạn nói chuyện xong em thấy là bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Anh nghĩ là do ban đầu em đã đem một cái suy nghĩ là em phải là gu của chị Kỳ. Nó đã thể hiện ra cái vẻ bề ngoài của em rồi, cho nên mọi người sẽ nhìn với em một cái lúc khác. Chứ còn anh quá phục khi mà chị có thể buông hết mọi thứ mà lên đây ngồi. Có nghĩa là chị đã chấp nhận cái sự lựa chọn mà chị đã lường trước được là người đó sẽ là ai như thế nào. Nếu như mà em thay đổi cái suy nghĩ đó ngay từ cái lúc đầu em bước ra thôi, mọi thứ có thể thay đổi. Cho nên trong cuộc sống anh nghĩ là em nên có niềm tin nhiều hơn cho bản thân mình. Dạ, em rất là cảm ơn anh. Xin lỗi Nhàn, thì lúc đầu mình có để ý Nhàn hơi kỹ một chút. Thực sự Nhàn đúng là gu của em. Nhàn cho hỏi là cái váy đấy có thoải mái với Nhàn không? Bởi vì từ đầu chương trình Việt thấy Nhàn cứ xoay qua xoay lại rất là nhiều lần. Cứ thi thoảng lại cầm tay rồi lại xem móng tay. Em nghĩ là rất là hồi hộp. Nhưng mà đây có thể là lần đầu tiên ngồi cái ghế nữ chính. Cho nên là hôm nay em thấy Nhàn là một hình ảnh thực sự khác so với tất cả những cái gì mà em thấy trước đây. Tự nhiên giờ chị lại thấy ổn cho bé Nhàn. Tại vì chị thấy cái người này đáng yêu quá. Bây giờ mặt của em như là em bôi bớt hay sao á. Hồi nãy em đánh mặt sao nó bóng quá hà. Bóng quá hà. Em tiếc quá. Tiếc quá. Nhàn hỡi. Thực sự đang làm rất ngại. Mình đã dám can đảm để ngồi đây và trở về một cái cô thanh nhàn mà gần như 20 năm chưa từng biết yêu. Mình rất là mắc cỡ, nếu như bạn nhìn mình quá thì mình lại sẽ suy nghĩ trong 100 cái lý do rằng là có phải bạn tội nghiệp mình không? Hay có phải bạn đang cố tình chinh phục mình không? Có lẽ đây là người đàn ông trong 5 người quan sát được là khi bối rối mình sẽ hay bấu tay, hiếm để có ai phát hiện được. Và mình xin lỗi là tại do mình
không biết yêu nên mình sợ cảm giác không an toàn. Xin lỗi. It's okay, không sao, Việt hiểu. Nó giống như lẩu băng truyền mà mình thích ăn cái cục đó. Nhiều khi nó chạy qua nhanh quá, trời ơi hết hồn, đang mệt xong cái lo mà để ý nè thế nào nè, cái con đó là cái con sò điệp thế nào, qua bên kia thằng ấy cũng lấy thôi, cuối cùng cái người kia không lấy, chuyện tới mình lo nói đã làm sao ạ, con sò điệp trôi qua. Nhưng cái lẩu băng truyền mà thì nó có thể tua lại một đúng giờ. Vậy cuộc đời là những vòng quay, cho nên sai luôn luôn có thể sửa, còn sửa ở đâu là tùy thuộc vào điện thoại. Đúng không? Đúng không? Yeah. Xin phép anh Thành, em muốn chia sẻ thêm câu chuyện của em ngoài lý do chính em đến đây. Rồi, mời em. Thực sự thì từ trước đến giờ em rất là yêu thương phụ nữ và em rất trân trọng họ. Đặc biệt là những phụ nữ là mẹ đơn thân, bởi vì mẹ em cũng là sinh cùng mâm. Một mình mẹ em nuôi 4 anh em. Em xin lỗi. Mẹ em là một người như là siêu anh hùng đối với em. Em rất là thương mẹ em, nhưng mà ở nhà thì hai mẹ con chưa bao giờ tâm sự được với nhau. Nên là em đi quay chương trình này em cũng không có nói cho mẹ em biết. Em muốn tạo cho mẹ em một cái điều bất ngờ, bởi vì mẹ em rất là thích chương trình này. Hôm nay em muốn nhân cơ hội em đứng ở đây và em muốn nói vài điều với mẹ em. Cả đời mẹ đã sống cho con cái, và con muốn là bây giờ mẹ hãy sống và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. 4 anh em con cũng đã trưởng thành và lo được cho mẹ đủ đầy. Nửa quãng đời đầu mẹ đã không được hạnh phúc, thì nửa quãng đời sau con sẽ bù đắp hạnh phúc đấy cho mẹ. Con yêu thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn em trai. Khi mà bạn nói ra thì mình biết rằng là cái người này là một cái người sống rất là tình cảm, mà đã thương mẹ được như vậy thì chắc chắn sẽ biết cách thương yêu phụ nữ. Như Trấn Thành đã nói, một người đàn ông ít nhất phải có được một cái điều kiện để lo được cho chính bản thân mình, cái gia đình của mình, rồi hẳn nghĩ đến chuyện yêu đương một ai đó để lo cho một người khác. Em đồng quan điểm với em 100%. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Biết đâu đó trên đường đời, nếu có mọi gói chồng chân, xin ghé lại Nguyễn Thông đứng trước một con hẻm, trong đó có một tòa lâu đài. Đố em dám nhấn chuông. Xin cảm ơn. Trước khi thì em muốn nói với Nhàn, em nghĩ là Nhàn là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ từ trước đến giờ. Chỉ có một mình lo thì Việt hiểu chính xác cái cảm giác cô đơn đó là như thế nào. Việt hy vọng rằng Nhàn sau chương trình này sẽ chọn được người đàn ông phù hợp nhất với mình. Trong cuộc sống của chúng ta thì bầu trời đâu có mưa mãi được, kiểu gì cũng sẽ có những cái ánh nắng chói chang, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tốt đẹp thôi. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3 sau ít phút thưa quý vị. Người ấy là ai? Thưa quý vị, đây là vòng cuối cùng. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta được tiếp cận trực tiếp, trực tiếp vô trong trái tim của họ. Oh my God. Họ có 3 cái hashtag. Các khách mời bám chặt vào hashtag để đặt câu hỏi cho thiệt là chính xác. Mời bạn Thái Khoa. Hashtag là cơ hội. Bạn xem đây là một cơ hội hả? Em bay từ bên Đức về Việt Nam để tham gia được chương trình này, đối với em đấy là một cơ hội. Quá đàn ông, quá đàn ông. I like you. Ist sie irgendwie dein Geschmack?
Ja, natürlich. Sie ist vollkommen mein Geschmack. Aber warum bist du so schüchtern? Du machst gar nichts. Ja, ich, wie soll ich sagen, ich muss mich im Kopf fokussieren, weil ich sehr nervös bin. Oh my God. Wow! Oh my God! He speaks German so good! Oh my God! Yeah. Anh hiểu không? Không. 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 Không hiểu, oh my God, làm thế ghê. Ý em là em, oh my God, em không hiểu gì hết. Gib Gas, du musst Gas geben. Ja, natürlich, ich gebe mein Bestes. Translate. He's like, I really like her and into her, but I'm so shy, I don't know what to do. So he's like, give me last chance to do it. So honest. Chuyến đi này của anh là cơ hội cho sự nghiệp hay là tình yêu? Đối với em là một cơ hội cho tình yêu ạ. Em có nghĩ em có cơ hội lọt vào mắt của bé Nhàn không? Chị Ngọc ơi, tuyệt vời quá, đã giờ hết giờ lâu rồi. Bây giờ hết giờ luôn rồi hả? Dạ. Chàng trai số 2, Nobita Hoàng Sơn. Hashtag bản lĩnh. Bản lĩnh. Chị Ngọc hỏi đi, chị Ngọc hỏi đi. Em thấy em đủ bản lĩnh để chinh phục cô gái đặc biệt đêm nay không? Trời. Xuất sắc quá. Hay. Hay. Trời, hay quá. Bây giờ em đứng đây, em đủ bản lĩnh để chinh phục. Bản lĩnh của em sẽ được thể hiện qua cái gì? Bản lĩnh của em, đó là cái tính cách của em. Và bất kỳ điều gì xảy ra, em sẵn sàng che chở và bảo vệ người mình yêu cho đến cùng. Nhưng em có nghĩ rằng là cô ấy bản lĩnh như cách mà cô ấy thể hiện ra bên ngoài không? Một người phụ nữ có trưởng thành như nào thì khi về nhà họ cũng chỉ muốn là một đứa trẻ với người đàn ông của mình. Em ở đây, em sẽ là người đàn ông như thế. Vậy nếu cả hai cùng bản lĩnh và nâng cao hai cái ý kiến trái chiều thì em sẽ xử lý chuyện đó như thế nào? Hết giờ. Cảm ơn em. Hỏi như ứng cử viên quá. Câu hỏi quá dài. Cái từ bản lĩnh khó, đặt câu hỏi quá. Thì dành rồi. Không, mà câu hỏi nó cũng hay luôn đó. Chín hồ. Điên đầu. Wow. Are you crazy? No. Mình điên đầu với công việc. Bạn điên đầu với công việc thì có ý nghĩa gì trong chương trình này? Lúc trước thì để thành công rất là đam mê về công việc. Thứ bảy chủ nhật vẫn đi làm bình thường hết. Nhưng bây giờ thì không muốn điên đầu với công việc nữa. Muốn điên đầu về tình yêu. Cho nên là tham gia chương trình này. À. Now I see. Anh có điên đầu khi gặp nữ chính hôm nay không? Dạ, mình sẵn sàng điên đầu về tình yêu. But you are crazy about work, and she's working too. So how is the matching about time, sharing? I think she and me like each other. In the busy story. Yeah. À, story. À, xin lỗi. Tức là em cũng đang điên đầu đó. Đang điên đầu. Em đang điên đầu về ngôn ngữ đó. Cảm ơn bạn, hết giờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài phút. Thank you. Chúng ta sẽ bàn anh đầu tiên, you. Okay, I really love him. Honestly, my German is better than English because I used to live there for 15 years and he lives there for 20 years. So we speak the same languages and how he speaks in German, this is really honest, truly. I believe everything what she said, this is so pure, so natural. He really want to date her and I think he is ready to have a single and it's the green one. Mời chị Ngọc. Người này thì chị chỉ sợ là cậu có bạn gái, tại vì cái cách của cậu cũng khá là chững chạc. Nhưng cậu này cũng là một trong những người mà chị cảm thấy an toàn cho Becky, vì cậu không thích show off cái gì hết. Cái sắc thái từ lời nói của cậu ấy rất chân thành. Becky không cần những người có quá nhiều thứ, chỉ cần một thứ duy nhất, đó là an toàn và nhẹ nhàng. Còn em thì sao? Khi mà anh ấy nói đây là cái cơ hội và anh bay qua đây chỉ để vì lý do này thì thật sự mình cảm thấy được cái sự chân thành, nó xuất phát từ trong lời nói, hơi thở đến con mắt luôn. Em bay từ bên Đức về Việt Nam để tham gia được chương trình này, đối với em đấy là một cơ hội. Em hy vọng là độc thân để chị em có một lựa chọn đúng đắn nhất. Mời Tú. Em thấy ảnh rất là phóng khoáng, văn minh, nhưng mà bên trong vẫn có sự ấm áp. Từ trong cái cách nói chuyện của ảnh, trong ánh mắt của ảnh, cho dù là em không hiểu quá nhiều tiếng Đức,
nhưng em cũng sợ ảnh đã có gia đình rồi, hoặc là có bạn, bạn gái. Có bạn gái. Người số 2, Hoàng Sơn. I like his face, I like his act, but I don't believe what he answer. I feel like he's not hiding something, but he's not into her like another guy. So maybe, I think he just came here for the show, for showing himself to his family and his girlfriend. Maybe he is the last one. That's the red guy. Chị Ngọc thì sao ạ? Với chị ấy, thì kiểu như là cuộc dạo chơi của cậu, chứ không có động lại cho cái Kỳ đó. Mời Luân. Với em, khi mà tiếp xúc với chị Kỳ á, đôi lúc chị rất là trẻ con. Và đây cũng là một cái lựa chọn cho cuộc sống của chị, có những cái màu sắc khác. Em nghĩ là độc thân đó. Mà khổ vậy nha. Cái người người ta trẻ con thì người ta lại cần người đàn ông trưởng thành, chứ hai đứa con nít nói chuyện nhau quánh lộn đó. Hay đó. Nhưng mà em vẫn nghiêng về người kia hơn. Minh Thư. Với em thì bạn này chắc chắn là độc thân, nhưng mà cái cách bạn xuất hiện ở trên đây nó giống như là một cuộc dạo chơi của bạn. Và hoàn toàn em thấy chị Nhàn và cả bạn này luôn không có một cái năng lượng nó hợp với nhau. Ok, Eno, the third one. Jin Ho 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 is so interesting at the first time, but I give him a minus point from the hashtag. That's the final round, so you have to be yourself. But I think he thinks a lot before he speaks something, because he is single maybe, but he's not really into her. I think the first guy want her more. So I think both they are like single guy, but I share him better. So he's green, but not for you. Chị cũng đồng ý kiến với lại bà Thông. Chị nghĩ là cái hát thác là điên đầu. Đủ nói lên con người của cô ấy sẽ crazy và nhiều thứ lắm. Chị nghĩ là không dành thời gian cho em được. Em cần một người sâu lắng hơn. Chị nghĩ là chị thích cậu đầu tiên hơn. Em cứ có cảm giác là tím chân. Chết rồi, sao lần này anh giống em mà chứ. Dù em biết là nhìn trên cái clip nó rất là đàn ông. Ừ, anh thì anh thấy tím đó em. Đó thì đó, em nói vậy thôi nè. Ừ. Ú. Khi mà còn 5 người á thì em nhìn những cái người này lại rất là tương đồng với chị Nhàn, từ cách nói chuyện nè, hành động nè, cho đến khi em hỏi một câu thôi, có điên đầu về nữ chính hay không, thì anh chỉ là điên đầu về tình yêu thôi. Thì em nghĩ là ảnh đang điên đầu rồi vì một người nào đó. Cho tôi một tấm bảng duy nhất cho nữ chính hôm nay. 1 2 3. Thôi, hy vọng là sẽ green. Trời đất ơi, 4 thái khoa luôn hả? Trời ơi, không lẽ định mệnh trời ơi. Mời các bạn trở lại. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ nghe những lời nói chân thành từ trái tim của họ. Đây có thể thay đổi tất cả quan điểm của các bạn từ đầu chương trình đến giờ. Mời Thái Khoa. You can speak in German and he can translate. Okay. Ich freue mich wirklich, dich heute zu treffen. Das ist für mich eine Ehre. Und ich hoffe wirklich, dass wir beide heute gemeinsam zusammen rausgehen können. Hand in Hand. Wow. Wow. He said, this is really a big honor to standing here in front of you. I really appreciate everything, but I definitely hope that I can take you and we go out together this night. You mean tonight? Wow, really? Wow, bảo quá à. Bảo, hình như là tự tin khi nói tiếng Đức hơn. More attract, more confident. Yeah. Và em rất là có cảm xúc cùng với Thanh Nhàn nhiều. 'Cause we go. Tôi thích cái bản lẽ này đó, không cần nói nhiều. Cảm ơn em. Mời bạn số 2. Lần đầu tiên cho em xin phép được xưng tên với Nhàn. Như Sơn đã nói, Sơn là một người bản lĩnh. Và ngày hôm nay Sơn đứng ở đây, Nhàn hãy cho Sơn một cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình.
đặt vấn đề thẳng luôn. Jin Ho, it's your turn. Mình tin về nhân duyên. Mình nghĩ là hôm nay là một ngày có nhân duyên. Bạn có muốn nói cái này bằng tiếng Hàn Quốc không? Bạn đợi tôi xíu. Rồi có người dịch hả? Ok, mời bạn nói. 저는 인연을 믿습니다. 그리고 오늘이 바로 그 인연이 있는 날인 것 같습니다. 네, bạn đợi tôi xíu, tôi gửi cho vợ tôi coi kiểu dịch. Để tôi coi là. Nguyên dễ thương. Vợ, anh đang quay chương trình Người ấy là ai? Cái bạn này là bạn Hàn Quốc đang nói chuyện với nữ chính. Em nghe giùm anh, em dịch lại nội dung giùm anh. Ê, có tin nhắn. Vợ tôi dịch nè. Trời ơi anh xì nè, em đang ở trong club, em đang chơi vui muốn chết. Anh gửi tin nhắn như vậy em phải ra cái khỏi cái club để em phải giải thích cho anh là như thế này như thế kia nữa. Nói chung là nói vậy thôi, tôi vẫn dịch cho anh nghe. Tôi tin vào tình duyên và có lẽ hôm nay có tình duyên đó. Đó nó vậy đó. Còn nói thật hay không thật thì tôi không biết. Còn nếu mà người đó đẹp trai thì em nghĩ là nói thật, còn không đẹp trai thì không phải thật vậy thôi. Bye bye, em đi chơi tiếp đi, em đi nhảy đây. Thấy không? Yeah. Chơi tiếp đi. Trả lời như không hả? Tôi tin vào tình duyên. Và có lẽ hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ có tình duyên. Thầm xăm gì đó. Ok. Xin mời quý vị khán giả cho tôi một sự bình chọn nhỏ nhỏ ạ. Wow, this is so hard. 38, 34, 30, 27. Mời bạn tôi đứng dậy. Cái này cũng khó cho Kỳ nha. Thưa quý vị, hôm nay tôi cũng tin là có nhân duyên nha. Tại vì hôm nay có mẹ của Nhàn đến đây tham dự luôn. Cháu mời bác ạ. Chào MC Chính Thành Duyên Dáng. Cảm ơn cô. Chào ban cố vấn ạ. Trong ba chàng trai cuối cùng á thì cô chấm người nào? Tình duyên của em thì để nó tự quyết định. Mình chỉ biết là làm bậc cha mẹ thì luôn luôn mong muốn cho các con mình được hạnh phúc. Cảm ơn cô ạ. Ngon. Tôi không hiểu sao có bông hoa ngày hôm nay là có trái nho, nhưng nho mẫu đơn là một trong những cái nho tôi thích nhất. Thứ nhất là quả nó to, thứ hai nó rất là ngọt, thứ ba là nó không có hạt. Tình yêu cũng vậy, cần có một kết quả to, ngọt ngào và không có lận cợn gì hết. Bó hoa tươi thắm của 007 Flowers. Mời bạn chọn đúng người. Take time, look into eyes. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. Dirt underneath. Mẹ, mẹ thích ai? Người phụ nữ ảnh hưởng kỳ nhất là mẹ. Chuyện chọn người đàn ông rất quan trọng. Bây giờ cô cứ nói về cảm xúc thôi. Thật sự là từ nãy giờ chứng kiến thì thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng quý đó. Đây gọi là sắp đặt của duyên phận. Còn quyết định hay không là do em. Thanh Nhàn, có thể hỏi ba người này được không? Rồi. Khoa đến đây vì chương trình hay thật ra Khoa đến đây vì Khoa biết tập này có mình? Thật ra là em không biết ngày hôm nay là có Thanh Nhàn. Nhưng mà cảm xúc của Khoa là thật. Ồ, dễ thương quá. Rồi, người thứ hai. Vì sao lại quyết định đến vì mình trong khi bạn đang có một trải nghiệm tình yêu tuổi trẻ? Cái gu của Sơn đã là những người lớn tuổi. Từ trước đến giờ là Sơn thích những người phụ nữ trưởng thành, độc lập. Cho nên là
Thật sự bản thân Sơn rất muốn được là người đàn ông của Phi ngày hôm nay. Cái hashtag của anh khiến cho em rất sợ, vì em đã là một người khá điên đầu trong suốt bao nhiêu lâu. Sự bình an mới là cái kỳ cần. Nếu bỏ cái hashtag điên đầu thì anh sẽ chọn hashtag nào? Có thể thay thế một chữ khác là hy sinh. Vì để mình thành công, tập trung làm việc, cho nên là hy sinh về rất nhiều cái thứ bên giờ để thành công. Thì ok, tôi nghĩ ai cũng có cái động cơ đúng của họ. Tôi nghĩ là đã đến lúc Thanh Nhàn phải nhìn vào mắt họ. Cô gái ấy đã sống bằng lý trí suốt chừng ấy năm. Nhưng Nhàn ơi, tình yêu là chuyện của trái tim, đừng đắn đo nữa. She's so cute, like Steph. She's the right guy. Woo! Thanh Nhàn. We have time, no hurry. Und ich hoffe wirklich, dass wir beide heute gemeinsam zusammen rausgehen können. Hand in Hand. Nhìn họ. Oh my God. Nhìn có ai thiệt nè. Sao mà biết được? Như Sơn đã nói, Sơn là một người bản lĩnh. Và ngày hôm nay Sơn đứng ở đây, Nhàn hãy cho Sơn một cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Mình nghĩ là hôm nay là một ngày có nhân duyên. Chị, chọn cho chị. Chị nhắm mắt lại. Ai. Kỳ chọn đi. Không làm sao không hiểu. Sao buồn hả? Ok. Thì cứ thoải mái thôi. Thật ra cái áo này cũng mắc lắm đấy. Ừ. Cứ thoải mái thôi. Nói chung là đừng có bị tâm lý quá. Cứ thoải mái thôi. Thì mình chọn đúng cái gu mình thôi. Khi không biết gu mình, Nhàn không biết gu. Có ai muốn nhận bó hoa này không mà?
Tôi thấy hơi nặng rồi đấy ạ. Ai muốn lên thì cứ cầm. Ai muốn lên thì cứ lấy. Come on, come on, come on, come on. Dài khờ anh thu mình trong suy tư của em, dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết, chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em bước trên bờ môi, chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn. Em nghĩ là trên này hiện tại giờ là ba người đều muốn luôn á thôi. Nhưng mà cậu đó đủ can đảm để bước đúng lên. Đúng rồi. Không hợp vậy thôi chị. Chỉ là thử just thôi. Friend, just friend, yeah, thử just friend. Thôi. Thử đi ba. Tôi không biết sao nhưng tôi thấy như là thằng đàn ông nào dám làm, thằng đàn ông nó ngon vậy thử. Okay, now we see Jin Ho. What color? Bây giờ chị đổi được không? Dạ được ạ. Đây. Rồi, Nhan ơi, Nhan nghĩ Jin Ho màu gì? Lên. Ok, Jin Ho. Wow. Yeah. Wow. Nghi quá à. Chết rồi, chết rồi. Có điều kiện nha, mang giày Dion Nike nha. Oh, Jimmy. Wow. Yeah. Black John Hank. Nụ cười này rất là tiếng nha. Oh. Đừng cố gắng thành công, hãy cố gắng của gia chị. Tiền của đền của trong mong, họ gọi ta như là viên ngọc đá quý. Sang trời như sao trên trời, lời ta nói khiến họ lên đời. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền có thể mua được cả con người. Hey, ta không phải là thần thánh, no, nhưng mà lại thì bay hơn. Yes, hãy đâu vẫn luôn chấp cánh để cho tôi nó vẫn luôn được sáng lên. Trời bao cơ đã thoải mái, chỉnh cho lại cái thần thái. Đi ra ngoài thì gặp hai cảm giác này không làm cho ta phải phiền tai. Nên thật thương lắm, tôi không có thể tin. Bởi vì không là thật mong muốn. Đi trên xe, thành phố như rung rung. Âm thanh về tiền quay là ta bay lên không trung. Dẫn về store, mua. Người ta nói tôi nói dành để cho vua. Keep getting follow the rule. Keep getting cuộc chơi này không bao giờ thua. Hey, có tiếng gì ấm êm. Tại vì chẳng thể tập trung đêm. Họ nói tôi chết nghe. Thì biết cái gì mình phải kết kết. Một khi đã bước là phải ngược lên nhìn trước. Một mối quan hệ và cái xe này nhìn trước. Wow. Thấy mạnh mẽ phụ nữ quá, chắc là tiếp rồi. Muốn được thì kiếm làm miếng ăn hay là cái tiền to. Đôi cánh tay trong nắng vàng nắng vàng. Wow. Đôi đôi chân sáng sáng sáng. Để cuộc đời cũng chẳng vàng như một khi đã thi là phải đi cho thẳng ngang. Let's get it. Có là một người ăn. Một cái đầy mưa cho cho cho. Người thường làm gì thế? Hey, good shit, wake up, everybody put your hands up, bang up, bang up, xoài hết mình trong một đêm hôm. Chỉ mỗi ngày không giờ mất mát đi, trong đầu này của tôi quá phải cắt đi. Chung lòng thành là những tiếng cũng đã quên, từ gì đó cũng chạy mà cứ chăm lo lên. Muốn đi đâu để biết được vài dòng, khi mà tâm tư để cảm thấy từng hài lòng. We go on back, we go on back. Oh.
thay hoài vậy còn đổi màu nữa không? Yeah, ok. Trước khi mà hai bạn giới thiệu, xin mời vũ đoàn bước nhảy qua đây. Để cho chương trình thật hấp dẫn cũng phải nhờ công rất là sáng tạo, rất là chịu khó cho từng vai diễn ở từng tiết mục, đó là vũ đoàn bước nhảy thưa quý vị. Cảm ơn đóng góp của các em cho cả một mùa rất là đáng yêu. Thank you. Thưa quý vị, không cần phải nói nữa, chúng ta nhìn lên avatar này cũng có thể biết được đây là the Ho-Ho Brother. Are you brothers? Ho-Ho Brother. Yeah. Who are you? Mình tên là Park Jin Ho, năm nay 37 tuổi. Mình đang sống ở Hà Nội, có vợ rồi, còn một con nữa. Cái gương mặt bạn này đứng cận nhìn là thấy đúng kiểu family man nha. Chúng ta đã gặp bạn Chu Ho ở cái số phát sóng lần trước. Không biết là hai anh em vì sao chọn chương trình Người Ấy Là Ai để tham gia? Thực ra là nghĩ rằng cái này là một cơ hội rất là tốt cho Chu Ho. Jin Ho thì hết hàng lâu rồi. Hết hàng sử dụng rồi phải không? Nhưng mà Jin Ho cũng muốn thử thách một chút. Tại vì là 37 tuổi rồi thì già đi rất là nhanh, thì rất là buồn. Cho nên là muốn thử thách về mình còn hấp dẫn hay không đúng không? Ok. Cảm ơn bạn. Dạ. Bạn có dẫn bà xã tới không? Hôm nay bà xã có vấn đề. À rồi, có việc rồi. À có việc hả? Rồi người bạn nói có vấn đề. Thì giống như vợ tôi thì tôi đặt tên trong điện thoại là có vấn đề. Tại vì có vấn đề nào thì bà mới gọi cho tôi. Ok, bạn rất đáng yêu, bạn chân thành đến mức độ là bạn rất là rõ ràng. Cái message là thôi đừng có chọn tôi. Mình cũng rất là sợ. Yeah, I know, you sợ. Đặc biệt là một cái người mà rất là nhạy cảm, dễ tổn thương như bạn tôi nữa. Dạ, thực ra là mình cũng rất là mong muốn là Miss Nhan sẽ có một nhân duyên, gặp được một người rất là tốt. Cảm ơn lời chúc của bạn. Bạn có gì muốn cho lời khuyên cho Nhan không? Tại vì thấy Nhan rất là shy. Jin Ho nghĩ là phải tin về nhân duyên rồi thì sẽ có một người nhân duyên sớm ạ. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thank you, Ho Ho Brothers. Double Thank Ho. Thank you. Annyeonghaseyo. And now, Subin Hoàng Sơn. Sao mau gì? Xanh. 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 Sao Nhan tin màu đỏ? Tại vì một bạn tuổi trẻ đang thích chứng minh bản thân và đang có một sự tò mò trong trải nghiệm tình yêu thì không lý nào bạn ấy độc thân. Cũng có lý luôn. Ok, mời Hoàng Sơn. Ladies and gentlemen, welcome to Na La. Phút chút mỗi khi em đến gần thì thiên thần quyến rũ. Wow. Wow. Phút chốc mỗi khi em ngước nhìn. He looks so good. Kia mi cong mắt ướt say đá. Baby tell me what you want. Tell me what you say. Là em chẳng yêu đuối như bao người. Baby tell me what you want. Tell me what you say. Là em anh hằng mong nhớ. Baby keep me in love. Keep me in love. Khi giữ em trong con tim chẳng rời xa dấu phút giây. Baby keep me in love. Keep me in love. Anh nói yêu thương ngọt ngào. Anh dành riêng em mãi thôi. Baby keep me in love. Nhỏ như hình duyên quá ha. Baby keep me in love. Keep me in love. Keep me in love. Oh. Hey!
What? Cái này có thiệt không ta? Hết rồi á. Tôi nghĩ đây là thiệt chứ. Có đổi gì nữa không? Bình thường là đổi dữ lắm mà sao hiểu hôm nay suôn sẻ quá. Một làn gió mới ha. Bây giờ tươi mới kìa. Chào em là ai? Em chào anh Trấn Thành đẹp trai ạ. Em tên là Hoàng Sơn. Hiện tại em đang kinh doanh bất động sản và mở một quán bar và một nhà hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mấy tuổi? Dưới 30 tuổi ạ. Wow, là giỏi lắm ấy. Wow. Em đến đây rồi nè, để em biết nữ chính là nhàn, em thấy thế nào? Em cũng rất là sốc. Và cũng mừng thầm trong bụng, bởi vì đó là cái gu của em. Vì sao em thích phụ nữ lớn tuổi? Đơn giản vì em thích cái sự từng trải của họ và thích cái con người của họ. Và em toàn yêu những người hơn em tuổi. Đó là em vô tình yêu người ta xong find out ra người ta là lớn tuổi hơn mình, hay là em cố tình chọn cái style đó để yêu? Nếu mà vô tình ấy thì chỉ 1 đến 2 lần. Cái gu của em nó đã là người lớn tuổi. Cái người phụ nữ lớn tuổi nhất mà bạn từng quen thì đó là bao nhiêu tuổi? Người đó cách em 8 tuổi. Bạn có ngại con số đó lớn hơn xíu nữa không? Em không quan trọng tuổi tác. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ ngược lại. Khi bạn quen một người phụ nữ mà nó cách mình một cái khoảng khá xa, người ta sẽ già trước mình. Mình sẽ thấy người ta khó tính hơn, nhiều vấn đề hơn. Lúc đó bạn có thật sự nghĩ là mình đủ bao dung, đủ rộng lượng để tiếp tục không? Em có thể bất chấp mọi rào cản để đến với người mà em cảm thấy cần che chở cho họ. Và cuộc đời của mình chỉ có sống một lần thôi, nên là em muốn gọi là trải hết mình đi. Nha, cứ enjoy nó em ạ. Tại vì anh cũng như vậy. Tất cả những người phụ nữ đi qua đời anh đều lớn tuổi hơn anh. Cái gu nó rất tự nhiên. Thích thì chinh phục. Thế thôi. Anh Tâm là ông xã chị nè. Lúc mà mới quen anh Tâm, anh Tâm bé lắm. Mà chị thì trải đời hơn, mà chị già hơn Tâm rất là nhiều. Và chị cứ bắt Tâm là phải để râu, mặc đồ già vậy đó. Và bây giờ thì anh ấy đã già hơn chị rất là nhiều, dù rằng có cạo râu đi chăng nữa. Là vì anh ấy quá hy sinh cho chị. Đúng rồi. Chị nghĩ là với người phụ nữ nào cũng muốn người đàn ông ấy cho mình những cái cảm xúc an toàn nhất và sống tử tế với chính người yêu thương của mình. Dạ, yeah. May mắn là chị Ngọc với anh Tâm đi đến với nhau ở cuối chặng đường. Còn em của ngày đó đó, lúc đầu em vẫn thấy mối tình nó rất là thú vị, cho đến khi một ngày nào đó em nhận ra rằng là mình đang phải đóng vai một người lớn tuổi hơn chỉ để ra đường nhìn cho nó hợp. Đúng rồi. Cho nên đôi khi em phải thử tiếp tục trải nghiệm, thử xem phía trước nó còn nhiều cái thú vị lắm. Em có thể cho nữ chính chúng tôi một câu nói gì không trước khi chia tay với chương trình? Cho đến bây giờ thì cái cảm xúc của em nó lớn hơn cái lúc đầu mà em mới nhìn thấy nhàn ở đây. Thật sự em cảm thấy hối hận khi em không là người đứng lên cầm bó hoa đó. Nhưng mà em cũng chúc cho nhàn luôn nghe theo tiếng gọi trái tim của mình. Và kể cả khi mà nhàn có chọn sai thì em vẫn luôn ở đây. Dễ thương. Cảm ơn em. Cậu ấy đáng yêu dễ thương. Ba người cuối cùng sẽ wow. Lựa chọn màu dễ lo quá à. Màu xanh. Phải xanh. Phải xanh. I wish phải xanh. Phải xanh thôi. Không thể không xanh. Mời Thái Khoa. Suýt chút nữa hai trái tim đã bỏ lỡ nhau. Và trong tình yêu, kỳ tích sẽ luôn dành cho những người đủ dũng khí. Người ấy là ai? Dễ thương quá. Đi, xin mời.
Gentleman, ha? Tự nhiên em thấy xanh vui ghê luôn nha. Chào em. Em xin chào anh Trần Thành và ban cố vấn và cô gái đặc biệt ngày hôm nay ạ. Em là ai? Em tên là Tiến Thái Khoa. Em đến từ Đức. Em sinh ra ở Đức hay sinh ra ở đây? Dạ, thật ra em sinh ở Sài Gòn. Lúc một tuổi thì em bay sang Đức cùng với mẹ em ạ. Ừ. Em trở về đây từ năm nào? Em mới trở lại đây được khoảng 2 tuần ạ. Wow! Oh my God, Destiny! Chị? Để làm gì hả anh? Ừ. Để tìm được một cái tình yêu thực sự. Oh, đang chạy. Bộ bên Đức không có tình yêu cho em tìm hả? Em cảm thấy là vẫn còn một cái chất người Việt Nam nào đó mà kéo em về. Vì sao em lại đến với người ấy lại? Tại vì cái hashtag của em là cơ hội, đúng không ạ? Và em bay sang Việt Nam, thấy được cơ hội thì em nắm bắt ngay. Em sẽ ở lại đây khoảng bao lâu nữa? Dạ, em ở đây khoảng một tháng nữa. Em có dự định gì về cái việc là về Việt Nam lập nghiệp không? Duyên. Duyên. Ừ. Thì em sẽ nắm bắt cơ hội đó ở lại Việt Nam ạ. Hiện nay em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang quản lý một cái nhà hàng cho bố mẹ và một người mẫu tự do. Nhà hàng bố mẹ ở Đức hay ở Việt Nam? Đến Đức ạ. Nhưng nếu nhà hàng đó không cần người quản lý, có người khác quản lý được không? Dạ, em nghĩ là được ạ.
Ừ, bố mẹ nhiều nhà hàng mà đúng không? Dạ không, chỉ một cái ạ. À. Mà hình như tôi nhớ không lầm là nhàn của chúng ta cũng có thời gian sinh sống ở Đức đúng không? Bao nhiêu lâu? 7 năm. Ồ, duyên vậy. Ừ. Em ở đâu bên Đức? Em ở thành phố Augsburg gần Munich ạ. Còn Kỳ ở thành phố nào? Stuttgart. Khá là gần nhau. Trời ơi trời, hai người Việt bay qua Đức để sinh sống, sau đó bay về Việt Nam để gặp nhau, hú hồn không quý vị? Nếu không gọi là destiny thì nó gọi là gì nữa ạ? It's destiny. Tôi muốn biết em suy nghĩ gì về nữ chính ngày hôm nay. Trong đầu của em bây giờ rất là bối rối. Em... em không kiểm soát được cái cách suy nghĩ của mình hiện tại bây giờ, thì anh cho em thời gian một chút. Được. Hôm nay bạn ấy quá chân thành luôn ấy. Quá tuyệt vời. Có lẽ là bạn ấy là người an toàn. Chân thành. Lúc đầu khi giới thiệu bạn ở Đức thì cũng khá là hơi bất ngờ, và những gì bạn nói tiếng Đức mình hiểu, nhưng mà mình không muốn nói cho bạn biết mình hiểu. Wow. Khi mà mình từ Đức về Việt Nam á, mình không thích quay lại Đức. Bởi vì khoảng thời gian mình ở Đức là lúc mình cũng chưa trưởng thành lắm, và mình xa gia đình rất là lâu. Mình khóc nhiều ở bên Đức lắm. Mình sợ tuyết mùa đông của Đức. Nó lạnh lắm và mình sợ cảm giác đó lắm. Đó là lý do tại sao lúc đó mình muốn trao hoa cho bạn, nhưng mình không vượt qua được. Dạ, tất cả những gì mà Nhàn chia sẻ Thành rất là hiểu bạn. Có những cái nơi nó để lại cho mình quá nhiều kỷ niệm đau buồn và những sự trống trải. Mình sợ phải gặp lại nó một lần nữa. Nhưng mà đó là cái việc sợ để ở lại với nó thôi. Chứ còn nếu mà để trở lại với một tâm lý và một tư thế khác thì nó sẽ hoàn toàn khác. Thí dụ trở lại để thăm ba má của bạn trai thì... Thực ra là mẹ rất quan trọng với mình, và mẹ cũng chọn bạn ngay từ đầu. Đó là mẹ mình cũng nói là bạn chân thành. Dễ thương không? Và với cái cách mà một người đàn ông như bạn, bạn cho mình một sự mộc mạc nhất khi bạn đến đây. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ hỏi một câu thông minh nè. Rồi có làm chuyện thông minh hay không là một chuyện của em nha. Dạ vâng. Đố em biết em sắp phải làm gì nữa nè. Rau hoa. Dễ thương thiệt chứ. Quá đáng yêu. Lên đi chị. Tôi biết là bạn rất là rung. Tôi thấy những giọt nước mắt bạn rơi xuống. Tôi nghĩ là bạn là thật sự rất là nghiêm túc trong cái ngày hôm nay luôn. Thì tôi lại rất là sợ. Thôi chết rồi, lỡ tham gia chương trình mà cuối cùng mà bà chọn sai chắc bà bị buồn á. Nhưng trời ơi, ở đâu mà vũ trụ lại gửi Khoa xuống vậy Khoa? Nó dễ thương, nó vừa vặn mà nó hay ho, nó đáng yêu, nó tình cảm. Đúng không Nhàn? Có hả? Rất luôn. Rồi quay qua nè, nhìn nhau nè. Khoa. Oh. Nói cái gì? Trời ơi, ông nội ơi, hai người mắc cỡ, tôi cho tôi xỉu. Trời ơi, dạ thưa, tôi không phải là đại diện dòng họ hai bên. Nè,
đứng trước thánh đường các con hãy nhìn nhau. Thanh nhàn con, thái hoa con, liệu con sẽ có thể nói một lời gì chân thành với cô gái này không? Con sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vui cả đời ạ. Tôi chưa bao giờ tin là những chuyện vừa xảy ra đã xảy ra trên cái sân khấu này, thưa quý vị. Trời cũng thương, đã sinh nhàn lại còn sinh khoa. Thành thử ra thưa quý vị, không còn cái kết nào đẹp hơn nữa cho người ấy là ai. Tôi muốn các khách mời, mỗi người hãy chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi tham gia chương trình ngày hôm nay, bắt đầu từ Song Luân ạ. Tại vì thời gian nó rất là ngắn để Khoa kịp biết được là đây là một người như thế nào. Tất nhiên là mình sẽ hy vọng nó sẽ luôn là màu hồng, nhưng chắc chắn nó sẽ có những cái điều mà Khoa chưa bao giờ gặp. Vì Luân là một người đã từng yêu những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Chỉ mong là hãy cứ giữ cái suy nghĩ và cái sự chân thành như vậy đến mãi về sau. Mời Tú. Đối với Tú, đây là một tập rất là nhiều cảm xúc. Và đêm nay thì mình Tú nghĩ rằng là không chỉ là riêng Khoa mà tất cả mọi người trên sân khấu này đều cảm thấy rất là happy với điều này. Mình sẽ không nghĩ đến tương lai nhiều, chỉ nghĩ đến hiện tại. Và nếu như chúng ta có thể cùng nhau thì đó là một cái điều nó rất là viên mãn. Nhưng không cùng nhau thì chúng ta vẫn có thể là trở thành những người bạn. Mời chị Ngọc ạ. Chị thì vui lắm, là tại vì từ đầu tới giờ chị đã chọn đúng. Và chị hy vọng là bé sẽ tìm được những cái cảm xúc mà em đang thiếu. Và hy vọng là người này sẽ mang lại cho em cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng trong trái tim của em. Ủa, mang lại lấp đầy lỗ hổng chứ là mang lại lỗ hổng được rồi. Mang lại thêm lỗ hổng nó chắc chết quá. Chết lấp rồi. Đầy lỗ hổng. Lấp đầy lỗ hổng. Dạ. Chị lỗ. Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Bà Tom. Yes. Just give her time to be herself again. You can be able to help her for in a good way. So step by step. Nothing too fast, just be friend and going there together and learn more of something from each other. What happened today to you guys, I don't call it lucky, I call it destiny. Good luck. Yeah, you was born to meet. If you can go together, it depends on how you walk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin yêu và theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai do VOM và V-Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V-Channel V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí VOM. VOM không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Moo Mary, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Thiên Ngột Group. Và đồng thời xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda, vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt, thơm béo, ngon xoắn lưỡi để đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ những trang phục rất đẹp cho các quý ông của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VOM để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Đồng thời chúng ta có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt. Tuần sau, điều mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là show đầu tiên nhân vật chính không còn là nữ nữa mà là một nam.
thôi. Tú nãy giờ cứ nhắc nhở anh xích qua kìa anh ơi. Tú ơi, bình thường anh đặt câu hỏi đó giờ anh để cho em chăm sóc nè. Trời ơi. Tại vì mắc cỡ mà. Đừng có làm như vậy, mặt mẻ lên em ạ. Thân phận của năm bóng hồng hot nhất tập cuối là ai? Hãy cho tôi biết cô ta là ai, gương thần Minh Tú. Cô nghĩ rằng cô có thể thoát trong cái bộ áo trắng nhiều bông hoa như vậy sao? Còn thêm một cái bệt kim tuyến nữa cơ chứ, cô nghĩ là cô chói ở trong cái váy của tôi sao? Nhìn vô mắt chị đi. Cái gì sao tấn công mạnh mẽ quá vậy ta? Chậm luôn đi mà. Nhỏ này nó ác thiệt. Kêu thấy tím nhất ở đây đó là Minh Tú. Kêu cứ vậy hoài thiệt, em làm như em không tím vậy? Binh được. Ủa? Em và bạn gặp nhau trong trường hợp như thế nào? Trong mùa dịch thì em có lên một cái group cộng đồng về LGBT. Group thiếu nữ thừa ghi ạ? Sao hỏi kỹ vậy? Định lên group nào? Thành viên tích cực. Anh có món quà này cho em. Hả? No! What? Thôi nổi da gà luôn nè. Anh tặng quà cho người ta mà anh sốc quá. Anh chỉ biết anh có tặng quà, nhưng anh đâu có biết quà trong đó là cái gì. Trời ơi sốc quá. Vì cùng là con gái với nhau, ai cũng muốn có một người quỳ xuống dưới chân mình cầu hôn. Em đã được rồi, thì bây giờ... Oh my god. Oh my god. Cùng chờ đón màn lộ diện của một chàng trai và năm cô gái trong tập độc bản của Người Ấy Là Ai được phát sóng vào thứ sáu tuần sau trên kênh YouTube V Channel, V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt.